Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm. Tập 40. Chương 391, không mời mà đến. Lần hành động ở tàn tích khô vinh viện, có thể nói là Khương Vọng được phúc trong họa, chỗ tốt cực lớn. Ở cấp độ đằng long cảnh này, không có việc gì là quan trọng hơn so với gột rửa đạo tâm. Lần này tra vấn nội tâm, khiến hắn nắm chắc hơn trong việc quét sạch mông muội. Đương nhiên, kỹ năng tu hành của bản thân vẫn phải tích lũy qua nhiều năm tháng. Lòng dạ tên béo này cực kỳ thâm sâu, ngươi cũng nên cẩn thận kẻo có lúc bị tính kế. Trong lúc Khương Vọng tu hành, giọng nói của Khương Yểm bất ngờ vang lên bên trong Minh Trúc. Khương Yểm, ta tưởng là ngươi hiểu được đạo lý sơ bất gian thân. Giải thích, sơ bất gian thân nghĩa là người không thân không tham dự vào việc của những người thân cận. Hết giải thích, ngươi chính là ta, ta cũng chính là ngươi. Ai là ai thân, chắc ngươi cũng biết. Khương Vọng chỉ huy đạo mạch đằng long, trực tiếp nhảy vào trong sương mù mông muội, lười tranh cãi. Tại sao bỗng nhiên Khương Yểm nhắc nhở hắn để phòng trọng huyền thắng? Căn bản Khương Vọng không suy nghĩ về vấn đề này. Có vài vấn đề chỉ cần suy nghĩ một chút thì đã rơi vào mưu tính. Khương Yểm tự có tính toán của gã, Khương Vọng cũng tự có phán đoán của riêng mình. Dù như thế nào, tu vi là cội nguồn của mọi thứ. Hắn tự đánh giá mình không thông minh bẩm sinh như Triệu Nhữ Thành, cũng không mưu tính sâu xa bằng Trọng Huyền Thắng, chỉ có cố gắng tu hành, bắt lấy mọi thứ mà bản thân có thể. Quên đi phiền toái, không đi làm mấy chuyện ngu xuẩn như người đáng nghi Trịnh Phủ. Mặc kệ Khương Yểm đang tính toán gì, hắn không để ý đến là được. Lý Long Xuyên nói Trọng Huyền Thắng tặng lễ khí thôn Sơn Hà, lời này không sai. Lúc trước, khi đi ra từ bí cảnh Thiên Phủ, y trực tiếp tặng cho Khương Vọng một thọ quả là chứng cứ rõ ràng. Tuổi thọ vô cùng huyền diệu, từ khi sinh ra đã được sắp đặt sẵn, nhưng lại biến ảo khó lường. Trước khi chứng kiến thì nó vĩnh viễn không có vẻ gì cố định, chỉ ngay tại thời khắc gặp thì nó mới được định xuống. Đạo bói toán có câu châm ngôn, đệ nhất thiên cơ, khó lường nhân thọ. Ý nghĩa là nói tuổi thọ là thứ sâu xa trong sâu xa. Thông thường, phán đoán tuổi thọ một người, nói đúng ra phần lớn chỉ có thể đoán trong phạm vi giới hạn, chứ không phải một số liệu cụ thể. Ví dụ như Trương Tam trẻ tuổi cường tráng, người có chút kiến thức có thể đoán tuổi thọ gã đến ít nhất là sau 50 tuổi, nhưng nếu không có cách điều dưỡng thì rất khó sống đến 80. Mà y sư kinh nghiệm hơi phong phú có thể thấy được khí huyết Trương Tam kém, có lẽ sống không quá 60, nhưng đến 30 thì không thành vấn đề. Người tu hành mạnh mẽ hơn chút thì có thể nhìn thấu rõ ràng từng chi tiết trong cơ thể Trương Tam, từ đó thu hẹp phạm vi này hơn nữa, nhìn thấy khoảng giữa 40 đến 50. Thí dụ như quốc sư Hữu Quốc vừa nhìn thấy Khương Vọng, liền biết thọ nguyên hắn bị hao hụt. Cũng bởi nguyên nhân này, mà một số ít người bình thường, trước khi chết cũng có thể biết đại nạn sắp đến. Tin tức này là do thân thể phản hồi cho chính mình, loại đại nạn này chính là số mệnh. Nhưng số mệnh cũng không phải không thể sửa đổi. Cùng một người, trưởng thành trong ngọc ngà nhung lụa thì sống lâu hơn bữa đói bữa no. Người tu hành dùng đan bảo cũng là đạo lý này. Như dưỡng niên đan, thọ quả đều là như vậy. Tự nhiên có quy tắc vận hành, tuổi thọ con người có giới hạn. Nếu như đã từng dùng dưỡng niên đan tăng thọ 1 năm, thì tiếp đó có dùng loại hiệu quả tốt hơn như tăng thọ 3 năm, 4 năm, thậm chí là 5 năm thì cũng không thể phát huy hiệu dụng. Như Khương Vọng đã dùng thọ quả tăng 20 năm, thì sau đó dùng bất kỳ thọ quả niên hạn bao nhiêu cũng sẽ không còn tác dụng. Việc này để tránh kỳ vật tăng thọ bị mấy cường giả tuyệt thế độc chiếm hoàn toàn, bởi vì dù có độc chiếm thì cũng vô dụng với bản thân. Cho nên việc quốc sư Hữu Quốc Triệu Thương tặng cho Khương Vọng một viên dưỡng niên đan tăng thọ 1 năm, cho thấy tâm tư lão rất tinh xảo. Đương nhiên, tăng thọ 1 năm đối với người bình thường hay thậm chí là tu giả bình thường đều là chuyện tốt. Nhưng với tiềm lực của Khương Vọng, tương lai hoàn toàn có cơ hội tìm mua dưỡng niên đan tốt hơn, nhưng đã dùng viên dưỡng niên đan 1 năm này, về sau hy vọng trên con đường tăng thọ này đã bị đứt đoạn. Khương Vọng sau khi đến Tề Quốc, mở mang kiến thức, ngẫm nghĩ lại mới biết rõ chuyện này. Nhân thọ có hạn, giới hạn này đã sớm bị người đi trước thăm dò ra được, vừa vặn đúng 129 tuổi lẻ 6 tháng. Đó là sự thật sách sử ghi lại, kỷ lục trường thọ nhất của phàm nhân chưa trải qua tu hành, chưa dùng bất kỳ chân vật diên thọ nào. Mà siêu phàm, siêu việt chỉ là sức mạnh của phàm nhân, rất khó phá vỡ giới hạn nhân thọ. Khác với phàm nhân, người tu hành thì thân thể kiện cường,
độc bệnh khó xâm, có thể dễ dàng sống đến gần thọ hạn. Mà thật ra phàm nhân rất khó sống qua 90. Người tu hành có nhiều cơ hội chạm đến chân vật diên thọ, nhưng nguy hiểm hao tổn thọ nguyên khi tu hành gặp phải thì phàm nhân rất khó gặp. Thậm chí, có một vài thương tổn căn bản không thể bù đắp, cho nên chỉ so về trường thọ thì một số người tu hành còn chưa chắc bằng được phàm nhân. Người tu hành mãi cho đến ngoại lâu cảnh vẫn sẽ chịu nỗi khổ khí huyết suy yếu. Mạnh như Kỳ Thừa là ngoại lâu cảnh đỉnh phong, sau khi tuổi cao, thân thương thần tổn thì khí huyết suy yếu, tu vi thụt lùi, bốn tòa thánh lâu bị tắt hết ba. Nếu không phải có khí cường chống đỡ, e rằng không đợi được đến trận chiến Tề Dương. Chỉ có sau khi đến thần lâm cảnh mới có thể khóa lại khí huyết, cố định căn nguyên, được gọi là kim khu ngọc tủy, nhục thân bất hoại. Mãi cho đến trước khi chết, cũng sẽ không chịu nỗi khổ khí huyết suy yếu, vẫn có thể bảo trì đỉnh phong. Thời thượng cổ, có một khoảng thời gian thần lâm cảnh được xưng là bất hủ cảnh, nguyên nhân chính là ở đây. Đến thần lâm cảnh, người tu hành đã có thể nhẹ nhàng sống quá thọ hạn. Thần lâm cảnh cũng được xem là chân chính phá vỡ giới hạn nhân thọ, câu nói ta như thần chỉ không phải chỉ đề cập riêng về uy năng. Ở thời đại lớn như thượng cổ, hỗn loạn là quy luật chính. Dù thần lâm cảnh cũng rất khó bảo đảm an toàn. Truyền thuyết bất hủ vẫn diễn ra cho đến khi cường giả thần lâm cảnh đầu tiên vô bệnh vô tai, không tranh quyền thế, chết già lúc 518 tuổi. Người đó duy trì cả một đời kim khu ngọc tủy, trong nháy mắt khi chết đi biến thành già yếu tan tành. Bất hủ cảnh là thành bất hủ giả. Không nhắc đến những cảnh giới cao kia nữa, trong lần hành động vừa rồi ở tàn tích Khô Vinh Viện, sau khi tra vấn bản tâm, đạo tâm càng thêm vững vàng, soi sáng bản thân. Khương Vọng cũng biết rõ tiếc nuối của chính mình cần phải bù đắp thọ nguyên tổn thất do lúc trước dùng tà pháp bạch cốt đạo, tăng giới hạn nhân thọ của bản thân. Không bù đắp điều nuối tiếc này thì hắn không thể tiếp tục tiến bộ, mà là tương lai tu hành sẽ khó khăn hơn nhiều. Nhưng thứ có thể tăng thọ nguyên đều là vật quý hiếm. Ngày trước, thọ quả của Trọng Huyền Thắng cũng là trùng hợp. Lúc ấy, thật ra khi y tìm thọ quả để kết giao với Khương Vọng, cũng không quá chắc chắn. Chân vật thế gian khó có được, cũng chỉ có thể đặt ở trong lòng, tiếp tục chờ đợi cơ duyên. Hiếm khi hai ngày trải qua yên ổn. Tu luyện, tu luyện, tu luyện. Chiến đấu trong Thái Hư Huyễn Cảnh hơn trăm trận, không ngừng tổng kết thôi diễn. Mãi đến chiều hôm nay, Hà Sơn Biệt Phủ chào đón một vị khách nhân không mời mà đến. Người còn đang trên đường, nhưng lễ vật đã tới trước. Vàng bạc tiền tài, châu ngọc bảo thúy, những vật này dù đủ tám gánh cũng không tính là gì. Chủ yếu là những khế ruộng, dược phường, nhà đất được liệt kê trên danh mục quà tặng là quan trọng nhất. Đây đều là những thứ Đức Thắng Thương Hội mới thành lập của Trọng Huyền Thắng đang cần gấp. Tại Dương Địa đã mở rộng thị trường, dù lương thực và dược liệu có nhiều hơn cũng không đủ dùng. Mặc dù Tứ Hải Thương Minh cũng điều phối lượng lớn tài nguyên, nhưng cũng không thể hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của Trọng Huyền Thắng. Dù sao thì việc làm ăn ở Dương Địa càng lớn, thì phần lớn cũng đều là của Trọng Huyền Thắng. Hai con ngựa tốt mang huyết mạch yêu thú kéo xe, một vị cao thủ đằng long cảnh làm sa phu. Hai hộ vệ đi theo xe cũng đều thần khí viên mãn. Hình thức không thể nói là không phô trương, thành ý cũng không thể bảo là không đủ. Tặng lễ vật trước, sau đó lại đưa bái thiếp, xe ngựa cũng đi theo sau. Nhưng khi chiếc xe ngựa hào phóng này chạy đến trước phủ, lại thấy cửa lớn đóng chặt, lễ vật đưa đến trước đó được xếp ngay ngắn ngoài cửa. Đóng cửa từ chối tiếp khách, chủ nhân xe ngựa vừa vén, rèm lên, vèo, tấm bái thiếp đã đưa đến bay như tia chớp, đâm vào trên cửa xe. Chương 392, ngươi cười cái gì? Rèm xe được vén lên, lộ ra một cánh tay thon dài. Tiếp đó là một tay áo thiếp lá vàng mỏng, rồi đến một búi tóc đen nhánh óng mượt, người đó ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt đầy nốt rỗ. Nói khách quan thì ngũ quan của y cũng không khó nhìn, nhưng mà những nốt rỗ đó khiến cho người ta không thể nào bỏ qua được. Thật sự ảnh hưởng vô cùng lớn đến nhan sắc. Lúc tấm bái thiếp bay nhanh đến, người này cũng không hề nhúc nhích. Cho đến khi một tờ bái thiếp thật mỏng bắn chính xác vào trong xe thì y mới hơi nghiêng đầu qua. Trên tấm bái thiếp kia dùng chỉ vàng thêu một chữ bảo chói mắt. Người đánh xe đằng long cảnh vừa dùng một tay trấn áp con ngựa bị kinh sợ, vừa giận tím mặt nói, kẻ này khinh người quá đáng. Hai gã hộ vệ đi theo bên cạnh xe ngựa đều có tu vi đằng long cảnh. Gần như đồng thời rút đao, hoàn toàn là tư thế chủ nhục thần chết,
một lời không hợp là đổ máu ngay. Bảo Trọng Thanh đưa tay lấy tấm bái thiếp hoàn hảo không hư hại gì, trong mơ hồ lộ ra tu vi hàng đầu. Phù, y nhẹ nhàng thổi vụn gỗ dính trên tấm bái thiếp đi. Sau đó cau mày nói, hô to gọi nhỏ cái gì. Lại liếc mắt nhìn hộ vệ của mình, thu đao lại, hôm nay bản công tử đến đây làm khách, các ngươi như vậy còn ra thể thống gì nữa. Người đánh xe im miệng, hộ vệ cũng thu đao lại. Gã vươn người xuống xe ngựa, phất ống tay áo chẳng dính chút bụi nào, nhàn đạm phong thanh nói, mối quan hệ giữa hai nhà. Thắng công tử có địch ý với ta là chuyện hiển nhiên, chúng ta đã chủ động đến kết giao bằng hữu, hạ lại có khí độ như vậy. Bảo gia và Trọng Huyền gia thế như nước với lửa, đây là chuyện mà ai cũng biết. Có thể làm kẻ thù chính trị của Trọng Huyền gia, đương nhiên Bảo gia cũng không hề đơn giản. Một nhà ba bá tước, trong đó có một tước vị được cha truyền con nối, có đất phong có quyền lực thực sự. Thế lực trải khắp hai giới quân sự và chính trị, không kém Trọng Huyền gia. Bảo Trọng Thanh là con thứ của gia chủ Bảo gia Sóc Phương Bá, quả thật chính là con cháu của nhất đẳng thế gia ở Lâm Truy Thành. Mặc dù mặt mũi y khó coi, nhưng nhất cử nhất động lại tương đối có khí độ. Tự cầm lấy bái thiếp, bước qua những lễ vật của mình bị vứt bỏ ngoài cửa, đi đến trước cửa phủ, nâng tay nhẹ nhàng gõ cửa. Không thể không nói, phong thái này thập phần hoàn hảo, cho dù là ai cũng chẳng thể bắt bẻ nổi. Tiếng của gã sai vặt ở biệt phủ Hà Sơn cung kính vang lên sau cánh cửa, mời ngài trở về, Thắng công tử nói, hôm nay không tiếp khách. Bảo Trọng Thanh ngừng tay, giọng nói lộ vẻ thành khẩn, xin truyền lời giúp, Bảo Trọng Thanh của Bảo Thị tới chơi. Lần này tới không có ý gì khác, quả thật chỉ một lòng muốn kết giao bằng hữu. Cút! Tiếng gầm giận dữ như sấm sét giữa trời, quang vang lên, khiến cho hai con ngựa kéo xe phía sau sợ hãi co rụt cả người lại. Đúng là giọng nói của Trọng Huyền Thắng. Dù Bảo Trọng Thanh có phong độ hơn nữa thì cũng chẳng thể nhịn thêm được, trầm giọng nói, Trọng Huyền Thắng, ngươi không cho ta mặt mũi sao? Cạch một tiếng, cửa lớn mở ra, Trọng Huyền Thắng phất tay áo bước ra, hừ, bảo mặt dỗ ngươi, tự đưa mặt đến cửa cho ta đánh, còn ngại ta đánh đau quá sao? Bảo mặt dỗ, cả thành Lâm Truy không ai không biết, đây chính là điều cấm kỵ của Bảo Trọng Thanh. Cả khuôn mặt gã bị chọc tức đến đỏ rực lên, cho nên những nốt rỗ trên mặt lại càng thêm rõ ràng, nhất thời giận đến không nói ra lời. Lúc này, phu xe kia từ trên xe nhảy xuống, chỉ mấy bước đã đến, vẻ mặt phẫn nộ nói, chủ nhục thần chết, công tử, xin cho tiểu nhân thay ngài dạy dỗ hắn. Trọng Huyền Thắng liếc kẻ có đôi tay với khung xương thô to dị thường kia một cái rồi hỏi, a, Phúc Hải thủ Diêm Nhị hả? Người này xuất thân từ Lục Lâm Thảo Khấu, lúc đầu 18 người tung hoành ở Lâm Hải quận, cướp bóc khắp nơi, được xưng là đệ nhất đằng long Lâm Hải. Ngay cả Trọng Huyền Thắng cũng đã từng nghe đến tên tuổi của gã, có thể thấy được là một kẻ không hề tầm thường. Nhưng ngữ khí của Trọng Huyền Thắng lại thay đổi, trong nháy mắt lạnh xuống, làm chó của Bảo gia, không biết trời cao đất rộng nữa à. Diêm Nhị chẳng hề để ý bĩu môi, ngược lại có mấy phần vui vẻ, Trọng Huyền công tử, ngài muốn dạy dỗ ta sao? Bịch, thập tứ vừa bước ra viện, phát ra một tiếng vật nặng va chạm. Cũng không nói lời nào, nhưng ý tứ thì lại rất rõ ràng. Khương Vọng cũng đi ra, nhưng chỉ ở một bên mỉm cười xem náo nhiệt, không thể hiện thái độ. Hắn rất có lòng tin với thực lực của Trọng Huyền Thắng và thập tứ. Bảo Trọng Thanh đưa tay lên, ngăn cản Diêm Nhị, lại nhìn sang Trọng Huyền Thắng, âm thanh trầm thấp đến cực điểm, tình cảnh của ngươi bây giờ tốt lắm sao? Đợi đến khi Trọng Huyền Tuân tu luyện xong thì sẽ thế nào? Đối đầu với Vương Di Ngô thì thế nào? Còn tính toán ân oán của thế hệ trước nữa sao? Trong chuyện này, bên nào nặng bên nào nhẹ ngươi không phân biệt được à? Vương Di Ngô chỉ là một cái đầu gỗ, Trọng Huyền Tuân lại là chim trong lòng. Ngay cả tình thế của ta đang vô cùng tốt đẹp mà ngươi cũng không nhìn ra, còn dám tới hỏi ta không biết phân biệt bên nào nặng bên nào nhẹ. Biểu hiện của Trọng Huyền Thắng ngang ngược kiêu ngạo, thái độ vô cùng ác liệt, bây giờ ngươi nên tự dọn dẹp một chút rồi quay về đi, như thế thì còn có thể vớt vát vài phần thể diện. Keng, tiếng rút đao vang lên, hai tiếng hòa lại thành một. Hai gã hộ vệ của Bảo Trọng Thanh tiến đến, hai người này là Bình Tây Song Sát. Thành danh tại biên Bình Tây quận, được xưng là Song Đao Trảm Nội Phủ. Từ khi được Bảo Thị thu về dưới trướng, đã ở thành Lâm Truy tạo được danh tiếng không nhỏ. Đương nhiên, từ khi Dương Quốc bị Tề Quốc sát, nhập thì Bình Tây quận đã không còn được tính là một biên quận nữa. Biểu cảm của Trọng Huyền Thắng vẫn ngang ngược kiêu ngạo như trước.
Thập Tứ vẫn ôm kiếm bất động như cũ. Khương Vọng vẫn cười nhạt không nói như thế. Bọn hắn đã từng chém giết từ núi thây biển máu đến đây, tình cảnh trước mắt này, những kẻ lục lâm thảo khấu hung danh khét tiếng kia, quả thực chẳng đáng nhắc đến. Bảo Trọng Thanh tức giận nhìn Trọng Huyền Thắng một lát, bỗng nhiên quay đầu, nhìn Khương Vọng quát, ngươi cười cái gì? Khương Vọng cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng vì để tránh phiền toái, vẫn giải thích, ta chỉ là bằng hữu của hắn, tạm ở lại chỗ này thôi. Các ngươi có mâu thuẫn gì thì tự giải quyết với nhau đi, không cần quan tâm đến ta. Hắn tin vào thực lực của Trọng Huyền Thắng và Thập Tứ, thỉnh thoảng mỉm cười cũng không phải là không thể, cho nên từ đầu đến cuối chưa hề nói một câu quá khích nào. Thậm chí cũng không làm ra động tác khiến cho người ta hiểu lầm, không ngờ làm đến nước đó rồi mà vẫn bị bới móc. Ta hỏi ngươi cười cái gì? Bảo Trọng Thanh giống như đã không thể nén giận được nữa, gầm lên với Khương Vọng. Đây chính là quyết bới móc cho bằng được, tránh cũng tránh không được. Khương Vọng bị chọc giận, dứt khoát lạnh nhạt nói, ta cười ngươi đó, thì sao? Bảo Trọng Thanh gật đầu, lùi về sau một bước, chỉ tay về phía trước, giết hắn cho ta. Gần như đồng thời, hai gã hộ vệ và phu xe kia, ba cao thủ đằng long cảnh cùng lúc tiến lên gây khó dễ. Khương Vọng giận đến mức nghiến răng, hóa ra là muốn giết người để ra oai, nhưng mà Trọng Huyền Thắng khẳng định là không thể giết. Là cận vệ của Trọng Huyền Thắng, tử sĩ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, giết Thập Tứ thì quả thật là kết một mối thù không đội trời chung. Vậy thì chỉ có hắn mang thân phận là một môn khách đứng ngoài xem cuộc vui, hiển nhiên chính là một lựa chọn cực kỳ tốt để trở thành vật hy sinh. Bổn đại gia nhìn có vẻ như dễ giết vậy sao? Còn để cho ngươi kén cá chọn canh. Khương Vọng giận dữ rút kiếm chém đến. Kiếm quang hỗn chuyển, một kiếm ba cách. Trước tiên là ngăn đao, tiếp theo là tung chưởng, cuối cùng lại chém một đao. Chỉ thấy hai tay thô to của Diêm Nhị bổ xuống, như bao cả bầu trời. Còn đơn đao đan sen của Bình Tây song sát phối hợp hoàn mỹ, cuốn thành một đoàn ánh đao rực rỡ. Ánh đao như biển. Khương Vọng chỉ quát một tiếng, hai người các ngươi không cần nhúng tay. Lúc này hắn đang tức giận, quyết định chứng minh thực lực của mình một chút. Nhưng khóe mắt hắn thoáng đảo qua, nào cần chờ hắn lên tiếng. Cùng lúc ba người đối phương đồng thời đánh đến, Trọng Huyền Thắng và Thập Tứ liền vô cùng ăn ý lùi về trong viện, cơ thể cũng vô cùng thả lỏng, nhìn dáng vẻ chẳng khác gì đang đi tản bộ. Con bà nó, Khương Vọng lặng lẽ chửi tục trong lòng một câu. Khương Vọng không lùi mà tiến, cả người giống như một lòng muốn chết, thoáng chốc đã tiến vào trong ánh đao. Các bạn đang nghe chuyện Xích Tâm, tuần thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 393, Đằng Long số 1, lấy một địch ba. Ánh đao như biển, một bàn tay to bao phủ đất trời. Bình Tây song sát và Phúc Hải thủ phối hợp ăn ý, uy thế kinh người. Khương Vọng dùng một loại tư thế kiên quyết tiến vào biển đao, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Khiến cho người ta có cảm giác là đang tự tìm đường chết. Nhưng trong biển đao, bỗng nhiên phát ra một luồng kiếm quang. Luồng kiếm quang này như trăng đầu tháng, bình tĩnh, lạnh lẽo. Lại mãi mãi không thay đổi, mạnh mẽ chém nát mặt biển, phá nát ánh đao. Mà chỉ một đôi Phúc Hải thủ hung ác làm sao có thể che lấp được ánh trăng. Trăng sáng chiếu rọi cả bầu trời, trường kiếm của Khương Vọng đánh bại trường thế, nhảy thẳng lên. Chỉ một kiếm, cùng lúc phá nát song đao lại đánh lùi trường của Diêm Nhị. Đây rõ ràng không phải là thiêu thân lao đầu vào lửa mà rõ ràng là rồng bay ra biển. Phúc Hải thủ Diêm Nhị, được xưng là đệ nhất đằng long Lâm Hải quận. Bình Tây song sát, song đao có thể chém nội phủ, quả thật là đằng long cảnh hàng đầu của Bình Tây quận. Bọn họ đều là tồn tại số 1 số 2 tại quận thành của mình, tất nhiên đều không yếu. Nhưng mà một môn khách mà Trọng Huyền gia tùy tiện phái ra là có thể phá vỡ thế liên thủ của bọn họ. Lúc này bọn họ mới nhận ra rằng nơi này là Lâm Truy, là hoàng đô của Đại Tề, là đệ nhất hùng thành của Đông Vực. Cao thủ nhiều như mưa, cường giả nhiều như mây, tầm nhìn đã được mở rộng. Mà Khương Vọng trên không trung, ngón tay giống như hồ điệp bay lượn trong biển hoa, thay đổi trong nháy mắt, kinh cực quan miện trên đỉnh đầu lóe lên rồi biến mất. Sau đó có nhiều loại hoa rơi lãng đãng trong không trung, tự mình khoe sắc, nở rộ. Biển diễm hoa nở rộ, huyễn hoa diễm hoa hư thực đan sen, hoặc gây mê tầm nhìn hoặc đốt cháy thân thể. Dưới sự duy trì của kinh cực quan miện, uy năng tăng lên nhiều lần.
Diêm Nhị vốn là gã lái xe, nắm tay to vô cùng nhưng thân hình lại bình thường. Lúc này gã rụt người một cái, cả thân thể như đang phồng to ra. Đây chỉ là ảo ảnh thị giác, nhưng khí thế của Diêm Nhị toát ra khiến cho mọi người giật mình. Hóa ra Diêm Nhị là một tráng hán cao 8 thước. Đôi cánh tay có khớp xương lớn khác thường kia, động tác trở nên vô cùng chậm chạp, giống như đang phải chịu một áp lực rất lớn, đang khuấy đảo dưới biển sâu. Nhưng mà ngoài gã sai vặt của Hà Sơn Biệt Phủ, những người ở đây đều là cường giả, tất nhiên có thể nhìn ra được một đôi tay này của Diêm Nhị. Rõ ràng là đang khuấy không khí, đạo nguyên, thậm chí cả khí trường trong phạm vi này. Một đôi tay này, không thẹn với danh hiệu Phúc Hải, chắc chắn hung hãn. Gần Hà Sơn Biệt Phủ tọa lạc không ít chỗ ở của người quyền quý, cũng có rất nhiều người chú ý đến Hà Sơn Biệt Phủ của Trọng Huyền Thắng. Trận động tĩnh này có không ít người vây xem. Chỉ là, vừa thấy hai bên là Bảo Gia và Trọng Huyền Gia thì không ai dám đến gần xem. Những người này, chẳng mấy ai có thể nhìn hiểu được chiến cuộc. Nhưng khí thế xông tới hung hăng của Diêm Nhị giống như một người khổng lồ khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi. Chỉ thấy hai bàn tay to như chậm mà nhanh khuấy động, sau đó đột nhiên xé ra. Hoa hải phiêu diêu, vậy mà bị dạn ở giữa. Phúc hải thủ thọc vào biển diễm hoa. Ngay lúc đó, từ trong khe hở có hai luồng ánh đao đồng thời chém ra, như cá bạc qua sông, xé lớn khe hở kia, đồng thời đánh về phía Khương Vọng. Lần phối hợp này vô cùng ăn ý. Bình tây song sát, song đao bay lên. Song song, quỹ tích huyền diệu, giống như hai đạo hồ quang đổi chiều. Chỉ vẻn vẹn hai đạo hồ quang, đó là biểu tượng của ánh đao bị nén đến mức tột cùng. Đơn giản mà nguy hiểm, sắc bén mà lãnh khốc, là sát lực cả đời của bọn họ. Dựa vào biển diễm hoa sau khi được kinh cức quan miện cường hóa, Khương Vọng có đầy đủ thời gian để chuẩn bị đạo thuật mạnh mẽ, chẳng hạn như dùng bát âm diễm tước để kết thúc chiến đấu. Nhưng ngược lại, hắn chỉ dừng ở trên không trung, rủ kiếm bất động. Thậm chí hắn nhắm chặt hai mắt, dường như kiêu ngạo đến mức muốn nhường đối thủ ra tay trước. Giống như đang ngu ngốc chờ đến khi đối thủ công phá xong biển diễm hoa rồi mới phản kích. Điều này ngoại trừ buồn cười, lại càng dễ làm cho người ta cảm thấy phẫn nộ hơn. Bảo Trọng Thanh lạnh nhạt nhìn, vô tình hay cố ý bước lại gần Trọng Huyền Thắng và Thập Tứ, nếu bọn họ có ý đi cứu viện thì gã lập tức ngăn cản. Nhưng mà bất luận là Trọng Huyền Thắng hay là Thập Tứ đều vô cùng bình tĩnh. Dường như bọn họ ngầm đồng ý rằng Khương Vọng có tư cách tự đại như vậy. Dựa vào cái gì chứ? Đều là đằng long cảnh, hắn đối mặt là cao thủ đằng long cảnh mạnh nhất của một quận đấy. Lại còn lấy một địch ba. Chỉ sợ những người đang đứng xem cũng không thiếu những người ôm tâm trạng xem kịch vui, ngược lại muốn nhìn dáng vẻ người này ngã chỏng vó một cách thê thảm. Loại phẫn uất và mong đợi này chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian rất ngắn. Bởi vì biển diễm hoa đã bị xé mở, bởi vì hai đạo hồ quang đã bay đến, bởi vì Khương Vọng đã mở mắt, đó là một đôi mắt gì? Mệt mỏi, già nua, vô lực, dằn vặt, nhưng kiên định, mạnh mẽ, dũng cảm, kiêu ngạo, đó không phải là mắt của Khương Vọng. Nếu để Trọng Huyền Thắng nói thì gã có thể ngay lập tức nói ra một cái tên, Kỳ Thừa. Tu hành tu tâm, sau khi đạo tâm càng sáng, càng thêm kiên định thì chỗ tốt sẽ thể hiện ở các mặt. Thứ đầu tiên chính là kiếm đạo. Khương Vọng đã đi qua mấy vạn dặm, kết hợp với tu hành của bản thân, tổng kết ra được 3 kiếm thiên địa nhân. Khiến hắn có thể đứng vững ở hàng ngũ mạnh nhất thông thiên cảnh. 3 kiếm này có kết cấu rất lớn, cũng mạnh ở một chữ lớn này, cũng sai ở một chữ lớn này. Chỉ nói đến một kiếm nhân hải mang mang, biển người mờ mịt, đương nhiên là buồn bã mất mát. Nhưng mà đối với biển người hoặc là nói xa hơn một chút, đối với người, hắn lại có thể hiểu được bao nhiêu. Muôn vẻ tình đời, người đời trăm ngàn loại. Mặc dù Khương Vọng hắn đã gặp qua rất nhiều người. Nhưng dù sao tuổi cũng chưa đến 20, dấu chân chưa in khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc, Cửu Hồ Tám Xuyên, có thể nhìn rõ được một chữ người này sao? Giống như sau khi tới Lâm Truy mới có thể chân chính hiểu được ý nghĩa của nhân hải mang mang, mới có chút tiến bộ với chiêu kiếm này. Cũng là sau khi trải qua nhiều chuyện, rốt cuộc thấy trong biển đời mênh mông này, một giọt nước cũng có thể làm dậy sóng ra sao. Những thứ hùng vĩ bao la này vẫn luôn luôn tồn tại. Chẳng qua là sau khi đạo tâm được gột rửa thì hắn mới có thể hoàn toàn được soi chiếu. Khương Vọng động kiếm. Kiếm thế của hắn chậm rãi nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người cảm thấy vừa oanh liệt vừa kiên cường. Kiếm này có tên là Lão Tướng Chỉ Mộ. Lão Tướng mặc dù tuổi đã xế chiều,
nhưng vẫn có thể hy sinh vì nước. Cho ta một cây cung, vì nước, có thể hy sinh thân này. Sau khi nước bị diệt, cánh tay của lão tướng đã giã rời. Cho dù cuối cùng xã tắc mất đi, con cháu của lão tướng cũng chết hết, nhưng tinh thần này vẫn dâng trào mãnh liệt. Trường Tương Tư gần hơn, dường như dùng tư thế yếu đuối tiếp cận hai đạo hồ quang đang chém tới kia. Trong nháy mắt giao nhau, khí thế dâng tận trời, rời núi lấp biển. Hai đạo ánh đao được áp xúc tới cực điểm kia, tụ toàn bộ sát lực vào một chỗ. Có thể nói là một chiêu mạnh nhất của Bình Tây Song Sát, nhưng lại dễ dàng bị phá vỡ, như núi cao đổ nát, kiếm này đỡ núi. Như lũ dâng, kiếm này ngăn dòng nước lũ, biến chuyện không thể thành có thể. Sinh ra là anh hùng, già rồi vẫn là anh hùng. Thành công là anh hùng mà thất bại cũng là anh hùng. Một kiếm lão tướng chỉ mộ này, quả thật xứng với một đời anh hùng. Ánh đao nát, trưởng thế bị phá, người bay tán loạn. Cái gì mà Bình Tây Song Sát có thể phá nội phủ chứ, chỉ như gà đất chó sành, bị một kiếm đánh bại. Cái gì mà đệ nhất lục lâm đằng long lâm hải quận chứ, chỉ như châu chấu đá xe, kiếm tới thì người bay. Khương Vọng đáp xuống đất, trực tiếp thu kiếm vào vỏ. Tất cả khí thế, quang ảnh đều biến mất, trước cửa Hà Sơn biệt phủ, hoàn toàn yên tĩnh, dường như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nếu như không nhắc đến ba người đang nằm bên chân Bảo Trọng Thanh kia. Chương 394, Nhân Đạo Kiếm. Một mảnh tĩnh lặng, không chỉ hàng xóm xung quanh ai cũng kinh sợ, ngay cả Trọng Huyền Thắng và Thập Tứ vô cùng tín nhiệm Khương Vọng cũng hơi kinh hãi. Bọn họ biết Khương Vọng nhất định có thể thắng, nhưng không ngờ hắn có thể thắng được dễ dàng như vậy, ngay cả Bát Âm Diễm Tước cũng chưa sử dụng. Đứng nhất một vùng, chưa hẳn đứng nhất cả nước. Đứng nhất một thời, chưa chắc đứng nhất cả đời. Đương nhiên, với sự rộng lớn, thâm sâu của hiện thế, kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Ai cũng không dám loạn ngôn nói rằng mình bất bại. Nhưng mà, cường giả đằng long cảnh có thể tranh hạng nhất cả Bình Tây quận và Lâm Hải, lấy ba địch một, nhưng vẫn bị Khương Vọng dễ dàng đánh bại. Không khỏi khiến người ta toát lên một suy nghĩ, hiện tại, Khương Vọng đứng vị trí nào trong đằng long cảnh? Phóng tầm mắt ra cả Lâm Truy, thậm chí là cả thiên hạ thì thế nào? Hiện nay, đệ nhất đằng long cảnh Tề Quốc được công nhận chính là Vương Di Ngô. Nhưng không bằng lúc ở thông thiên cảnh càn quét đối thủ cùng cảnh như là thất hoàng tử của Hoàng thất Đại Tề. Khương Vô Tà cũng là bại tướng dưới tay y, trực tiếp phá vỡ cực hạn lịch sử, lưu danh lịch sử tu hành. Trong đằng long cảnh, Vương Di Ngô vẫn chưa có thành tích thực sự. Mọi người biết y rất mạnh, nhưng không biết cụ thể mạnh đến mức nào. Còn Khương Vọng, trận đánh trên Vân Vũ Sơn, hắn đã bày ra đạo thuật tự sáng tạo là Bát Âm Diễm Tước bậc giáp trung phẩm, lộ ra chiến lực cường giả nội phủ cảnh. Hôm nay lấy một địch ba, hơn nữa còn chưa sử dụng Bát Âm Diễm Tước, mà dùng kiếm thuật tự sáng tạo chưa ai thấy, nhẹ nhàng đánh bại ba cường giả đằng long cảnh. Dẫm lên thanh danh của Phúc Hải Thủ, Bình Tây Song Sát, hắn tự nhiên có tư cách cạnh tranh danh hiệu mạnh nhất đằng long cảnh. Loại tốc độ tiến bộ này, ngay cả Trọng Huyền Thắng và Thập Tứ ngay bên cạnh cũng âm thầm thán phục. Ba vị cường giả đằng long cảnh nằm co rúm trên mặt đất, trên cơ thể bị cắt rất nhiều vết kiếm, tạm thời chưa chết, nhưng cũng mất đi sức phản kháng. Bọn họ cố nén đau đớn, không ai kêu một tiếng. Bại trận đã tổn hao thể diện của Bảo Trọng Thanh, nếu đau đớn cũng chịu không nổi, chính là đánh trực tiếp lên mặt Bảo Trọng Thanh. Nếu chưa chết thì tự mình lăn lên xe ngựa đi, Bảo Trọng Thanh u ám nói. Khương Vọng không hạ sát thủ, đã thu kiếm ở thời khắc cuối cùng. Đương nhiên là do hắn khống chế, nhưng việc này không thể nghi ngờ càng nói rõ sự chênh lệch giữa hai bên. Diêm Nhị và Bình Tây Song Sát cô nén đau đớn, gắng gượng đứng dậy, im lặng đi vào trong xe ngựa xa hoa của Bảo gia. Hai con ngựa kéo xe có huyết thống yêu thú, nên cũng không kháng cự với mùi máu tanh. Sắc mặt Bảo Trọng Thanh rất khó coi, khiến cho gương mặt gã trở nên khó nhìn, nhưng cũng không tiếp tục nổi giận, mà chỉ nhìn Khương Vọng hỏi, kiếm thuật này của ngươi là gì? Việc này không có gì phải giấu giếm, Khương Vọng thản nhiên nói, tạm thời gọi là Nhân Đạo Kiếm. Hắn hất nhẹ cằm, hiện tại chỉ mới có hai thức. Ý nghĩa cũng rất rõ ràng, ngươi có muốn thử hay không? Đây là đáp trả lại sự khiêu khích lúc đầu của Bảo Trọng Thanh. Trước đây, ở Thái Hư Huyễn Cảnh, trải qua trận khiêu chiến Phúc Địa đầu tiên, có lẽ đối thủ là một vị tu giả nho môn, dùng tàn chiêu quân tử cửu kiếm thời viễn cổ giết hắn trong một giây.
Hắn nhớ lại một kiếm này vô số lần, kiếm thức mới có này có thể xem là bản nâng cấp của Nhân Hải Mang Mang, hay xem là bản thể hiện cụ thể hóa cũng được. Tóm lại là lấy kiếm của Nhân Hải Mang Mang làm cơ sở nên nói thế nào cũng được. Từ trước đến nay, chỗ tốt nhất mà Phúc Địa Thái Hư Huyễn Cảnh mang đến chính là để hắn được giao chiến cùng những đối thủ trên cơ. Đương nhiên, có thể tiếp thu được bao nhiêu trong đó, vẫn phải xem cố gắng và thiên phú bản thân. Chẳng qua hiện tại bộ kiếm thức này của hắn chỉ có 2 thức, thậm chí chính bản thân cũng không rõ khi đã hoàn chỉnh sẽ có mấy thức. Tất cả vẫn còn đang tìm tòi. Đối mặt với sự đáp trả của Khương Vọng, Bảo Trọng Thanh không nói thêm gì, xem ra không định tự mình ra trận để lấy lại thể diện. Y chỉ quay đầu nói với Trọng Huyền Thắng, tên béo chết tiệt, ta đã cho ngươi cơ hội. Trọng Huyền Thắng bị mắng là tên béo chết tiệt gì đó cũng không dao động, ngay cả mí mắt cũng không giật một cái. Thực sự là không có tí sát thương nào. Trọng Huyền Thắng nghiêng đầu, nheo mắt, ném cho y một ánh nhìn khinh miệt, bảo mặt dỗ, tay ngươi nếu có 3 phần lợi hại như ngoài miệng, thì hôm nay tuyệt đối sẽ không mất mặt ở đây. Bảo Trọng Thanh cắn răng gật đầu, tức giận quay người đi. Mang mấy thứ rác rưởi trước cửa này của ngươi đi, Trọng Huyền Thắng ở phía sau gọi theo. Bảo Trọng Thanh như không nghe thấy, tự lên xe ngựa lấy dây cương ra rồi lái xe rời đi. Như thế khiến cho Khương Vọng hơi bất ngờ, hắn vốn cho rằng người này sẽ vứt bỏ thủ hạ, tự mình rời đi. Nên biết rằng loại thân phận công tử thế gia này, lái xe như thế vốn không phải là việc được cho phép. Nếu trong một gia tộc quản giáo nghiêm khắc, nói không chừng còn bị khiển trách. Bảo Trọng Thanh vừa lái xe mất hút sau ngã rẽ, Trọng Huyền Thắng vẫy tay phân phó đầy tớ, gọi mấy người đến mang cái đống đồ vật này đi. Khương Vọng thấy ngại cho gã, trước đó không phải ngươi nói không cần mấy thứ rác rưởi này sao? Trên thực tế thì phần ngại ngùng này hoàn toàn dư thừa. Trọng Huyền Thắng chẳng để ý mà vẫy tay, bảo mặt dỗ tài nghệ không bằng người, tự rước nhục. Những thứ này chẳng qua là nhận lỗi. Nhất thời, Khương Vọng cũng ngước mặt lên trời. Tạm không nói việc này là đúng hay sai, mà cũng khó nói rõ. Mấu chốt là ngươi cũng không tha thứ cho người ta, sao lại thu quả nhận lỗi? Hạ nhân vội vàng khiêng đồ, còn 3 người thì đi thẳng vào nội viện. Đóng cửa lại, những lời này chỉ có thể nói với người trong nhà. Trọng Huyền Thắng đi chậm rãi, bỗng nhiên nói, nếu không có gì ngoài dự đoán thì đây chính là do Vương Di Ngô ra tay. Khương Vọng nghe không hiểu, có liên quan gì đến Vương Di Ngô. Nói Bảo Trọng Thanh là người bên phía Vương Di Ngô đưa đến để nằm vùng, chơi nội ứng. Vậy thì khó mà giải thích được. Bản thân Bảo Trọng Thanh đã là công tử thế gia đỉnh cấp, không thể nào lệ thuộc vào Vương Di Ngô. Thập tứ cũng nhìn qua, hiển nhiên cũng không hiểu. Trọng Huyền Thắng có cảm giác ưu việt, nở nụ cười, việc này lát nữa lại nói. Gã nghiêng đầu hơi đố kỵ quan sát Khương Vọng một hồi, nhìn đến mức khiến Khương Vọng nổi cả da gà. Trước đây, lúc ở Thông Thiên Cảnh, Khương Vọng đã mãnh liệt theo sát. Từ bị nghiền ép thua toàn diện đến thua nhiều thắng ít, rồi chậm chậm đuổi đến nửa thắng nửa bại. Cũng may gã kịp thời đẩy ra cửa thiên địa, mượn cảnh giới để áp chế, mới tiếp tục nghiền ép hắn một khoảng thời gian. Từ đó cho đến hôm nay, chuyện cũ của Chân Vô Địch và Độc Cô Vô Địch xem ra phải đảo ngược rồi. Trọng Huyền Thắng khó tránh khỏi bùi ngùi, chiến lực ngươi bây giờ có khả năng đã đuổi kịp ta. Chỉ là có khả năng, chỉ là đuổi kịp, Khương Vọng cười mà không nói. Nhưng tinh thần nhanh chóng chìm vào Thái Hư Huyễn Cảnh, phát cho Trọng Huyền Thắng một lời mời khai chiến, nhưng nhanh chóng bị từ chối. Tên béo nhìn biểu cảm hắn thì đã đoán được hắn muốn làm gì, cho nên đáp trả cũng rất kịp thời. Thôi, Trọng Huyền Thắng nghiêm túc nói chính sự, đùa sao? Đã đến Đằng Long Cảnh, đài luận liếm lục phẩm, thắng thua một trận được 80 điểm công. Chẳng lẽ Trọng Huyền Thắng ta lại đi nhận thua, mạo hiểm như vậy? Khương Vọng khinh bỉ bằng nửa con mắt, nhưng cũng bó tay với người có da mặt dày như thế. Ảnh vệ do Trọng Huyền Thắng thành lập có hiệu suất rất cao, bọn họ vừa vào thư phòng, mông Trọng Huyền Thắng vừa đặt lên ghế thì tình báo đã tới. Tên béo tùy ý mở ra, nhìn mấy lần thì cười, lên tiếng như đã dự liệu được từ trước, đúng như dự đoán. Tờ giấy đưa đến tay Khương Vọng, hắn nhìn một lúc rồi lại đưa cho thập tứ. Nói thẳng ra, sau khi xem xong tình báo, Khương Vọng càng cảm thấy hoang mang. Bởi vì hắn căn bản không nhìn ra, phần tình báo này làm sao chứng minh phán đoán của Trọng Huyền Thắng. Phủ nhận phán đoán của gã thì còn tạm được. Hắn nhìn thập tứ, cả người thập tứ chôn trong giáp nặng, ai cũng không thể xác nhận tên này xem có hiểu hay không.
Xưa nay Khương Vọng cũng tự nghĩ mình là người thông minh, lần này mạch suy nghĩ thật sự không theo kịp. Trên tình báo cho thấy, ngày hôm qua, Vương Jin Ho liên tục ra tay công kích không ít việc làm ăn của tên béo dưới cái tên của Bảo Trọng Thanh. Các bạn đang nghe chuyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 395, Trí Tính. Bên phía Vương Di Ngô có người thông minh, Trọng Huyền Thắng ngậm ngùi nói. Khương Vọng không nói chuyện, chỉ lặng lẽ phân tâm chìm vào Thái Hư huyễn cảnh, liên tiếp gửi mấy lần khiêu chiến đài luận kiếm cho Trọng Huyền Thắng. Nhận được sự thúc giục lặng lẽ này, Trọng Huyền Thắng cũng không thể tiếp tục thừa nước đục thả câu nữa. Y ho khan một tiếng, nói, Vương Di Ngô lấn ép việc làm ăn của Bảo Trọng Thanh, ngươi nghĩ xem có chỗ nào xấu không? Khương Vọng không muốn phối hợp với y sỉ nhục sự thông minh của mình, cho nên giữ im lặng. Tên béo này cũng chẳng hề cảm thấy bối rối, tự hỏi tự trả lời, không có đúng không? Chỗ tốt nên bắt lấy thì cũng đã bắt rồi, còn việc tăng thêm một kẻ địch. Không phải Trọng Huyền gia và Bảo gia vốn là kẻ địch mấy đời sao? Hắn thay mặt Trọng Huyền Tuân làm chuyện này, chỉ tốt không xấu. Mà mục đích của hắn tuyệt đối không chỉ một chút lợi ích đó. Vậy mục đích hắn là gì? Trọng Huyền Thắng tự hỏi tự trả lời, tự một mình cũng có thể thỏa mãn, chúng ta có thể đổi một góc độ khác, nhìn từ góc độ của Bảo Trọng Thanh. Nếu hắn muốn đánh trả Vương Di Ngô thì bắt đầu từ đâu là thích hợp nhất? Hiện tại, kẻ địch chính của Vương Di Ngô là ai? Lúc này, bỗng nhiên Khương Vọng tỉnh ngộ, ngươi nói Vương Di Ngô là cố ý ép Bảo Trọng Thanh đến giao hảo với ngươi, ép hắn ta tìm đến ngươi để liên thủ. Trọng Huyền Thắng cười nhạt, bên cạnh Bảo Trọng Thanh nhất định cũng có một người thông minh nhắc nhở hắn suy nghĩ đến hướng này. Khương Vọng đã hiểu, nhưng thập tứ vẫn luôn đứng yên, không biết là vô tình hay cố ý gõ chuôi trọng kiếm một cái. Từ nhỏ đã ở chung đến nhiều năm như vậy, Trọng Huyền Thắng còn chưa thể hiểu rõ tên này sao. Trong lòng biết từ nãy đến giờ có lẽ thập tứ đã nghĩ đến nát óc, cho nên lên tiếng giải thích, không để ý đến những thứ không thiết thực nữa, chỉ nhìn bản chất sự việc. Với quan hệ như nước với lửa của Bảo gia và Trọng Huyền gia, ngươi nói Bảo gia sẽ ủng hộ dạng người nào làm gia chủ Trọng Huyền gia? Là một người ưu tú tuyệt đỉnh hay là hạng vô năng? Thập tứ gật đầu, cuối cùng cũng đã rõ. Thì ra là vậy. Nếu Bảo Trọng Thanh đến cửa để giao hảo, Trọng Huyền Thắng không chịu trở mặt gây thù hoặc thèm muốn viện trợ, vậy thì đã trúng kế giao hảo với người của Bảo gia. Trong quá trình tranh đoạt vị trí gia chủ Trọng Huyền gia, cho dù không phải là hành vi mất đi bổn phận nhất thì cũng là một trong số đó. Cũng không nhất thiết phải đứng trên lập trường của Trọng Huyền gia tranh đấu sinh tử với Bảo gia. Mà sự ủng hộ của Bảo gia chứng tỏ ngươi là một người không có sức đe dọa quá lớn đối với Bảo gia. Cho nên Trọng Huyền Thắng mới không do dự đóng cửa đuổi khách, ngay cả một chút thể diện cũng không giữ lại, trực tiếp kêu Bảo Trọng Thanh cút. Ở trên là làm rõ lập trường bản thân mình là người Trọng Huyền gia tộc, trên thực tế cũng nhắc nhở những người thông minh đã nhìn thấu lớp màng này, đây là kế hoạch của Vương Di Ngô. Nếu không Trọng Huyền Thắng sao lại tức giận như vậy? Về những người không nhìn thấu lớp màng này, có lẽ sẽ có khen ngợi với lập trường kiên quyết của Trọng Huyền Thắng. Thế là đã có thể hóa giải đợt công kích này của Vương Di Ngô một cách dễ dàng. Có thể nghĩ rõ những việc này không phải là chuyện đáng sợ nhất. Chỗ đáng sợ nhất là Bảo Trọng Thanh đột nhiên đến cửa. Rất nhiều người vốn còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thì ngay lập tức tên béo này đã nghĩ đến vô số hệ lụy sau đó. Khương Vọng biết mưu tính của mình còn thua xa tên béo này, nghĩ đến đây không nhịn được lại liên tục phát động khiêu chiến trong Thái Hư huyễn cảnh. Dù sao cũng phải dùng kiếm để bù đắp lại chứ. Chỉ là nghĩ đến dáng vẻ đánh xe rời đi lúc sau cùng của Bảo Trọng Thanh. Khương Vọng hình như đang suy nghĩ gì đó, Bảo Trọng Thanh thật sự đơn giản như vậy sao? Một người sau khi đã bị mất thể diện, nổi giận đùng đùng, còn bằng lòng tự đánh xe chở thủ hạ về. Đó thật sự là nổi giận sao? Hắn ta thật sự dễ bị kích động như vậy sao? Bảo mặt dỗ giấu dốt mà thôi, hắn ta rất thích chơi trò này, Trọng Huyền Thắng hơi khinh thường nói. Cái cảm giác ưu việt tràn đầy kiêu ngạo đó cũng không biết đến từ đâu. Dường như y đã hoàn toàn quên chính bản thân mình cũng là loại người giấu dốt. Ở gần Trọng Huyền Thắng càng lâu, Khương Vọng càng cảm thấy lần đầu gặp Trọng Huyền trừ lương. Phán đoán của vị định viễn hầu này về Trọng Huyền Thắng quá đúng, ưu thế lớn nhất của y so với Trọng Huyền Tuân chính là da mặt. Ngươi rất hiểu Bảo Trọng Thanh, Khương Vọng hỏi, đã có chí hướng về gia tộc,
thì không thể không hiểu rõ Bảo Gia. Bảo Trọng Thanh cũng như thế, trong lời nói Trọng Huyền Thắng có hơi thô bạo, nếu hắn có chí muốn chấp trưởng Bảo Gia thì không thể không học hỏi Trọng Huyền Thắng ta nhiều thêm. Chẳng qua là loại chuyện thông minh này đúng là không giấu được ngón tay. Trọng Huyền Thắng cong lại gõ gõ huyệt thái dương của chính mình, nhất là đối với người có đầu óc như ta. Chế giễu ai đây? Khương Vọng như vô ý nhìn Thập Tứ một cái, lại đúng lúc đụng phải ánh mắt Thập Tứ đang nhìn qua. Khương Vọng, Thập Tứ. Trọng Huyền Thắng nén cười, nhưng để tránh bị đánh lại điệu thấp tiếp tục giải thích, nhiều lúc không nên nghĩ đến hình tượng gì đó, hắn mất mặt thế nào. Gặp khó khăn thế nào cũng đừng quan tâm, chỉ cần nhìn vào sự ảnh hưởng sau cùng đối với từng lựa chọn của hắn, rốt cuộc là tốt hay xấu, là có thể nhìn ra người này là ngốc thật hay là giả. Lại nói, Trọng Huyền Thắng nhìn Khương Vọng nói, việc ngươi không giết thủ hạ của Bảo Trọng Thanh khiến ta tưởng rằng ngươi đã thấy rõ rồi chứ. Khương Vọng lặng lẽ khinh bỉ, đây là Lâm Truy, ta không kiêng dè sao? Động một chút là giết này giết kia, chẳng lẽ ta lại lỗ mãng như vậy? Trọng Huyền Thắng cũng cười, chuyến đến nhà giao hảo này của Bảo Trọng Thanh đã tổn thất gì? Khương Vọng đáp, thể diện, vật tư, thể diện mà tổn thất gì chứ? Trọng Huyền Thắng khịt mũi coi thường, sau đó nói tiếp, đống vật tư này là tổn thất sao? Lưu trong tay ta, chính là gia tăng sức mạnh đối phó với Vương Duy Ngô. Trên thực tế không phải là đã hoàn thành mục tiêu đánh trả Vương Duy Ngô của hắn sao? Hại người mà không lợi mình, thuận tiện còn sẵn lòng vỗ béo ngươi. Bây giờ, Khương Vọng cảm, thấy con người Bảo Trọng Thanh cũng thật sự hung ác. Ngươi biết nó chứng tỏ gì không? Trọng Huyền Thắng mang oán giận đầy mặt tự mình trả lời, chứng tỏ trong lòng hắn, ta vẫn không bằng Trọng Huyền Tuân. Trận tranh giành gia chủ Trọng Huyền gia, hắn muốn ta thắng. Được thôi, khó trách tên béo này giận dữ, vô lễ đến vậy. Xem ra cũng không hoàn toàn là do kỹ năng diễn xuất. Ý của ngươi là, dù ta đắc tội với Bảo Trọng Thanh, thế nhưng cũng không tính kế được Trọng Huyền Thắng. Giọng nói này không lớn cho lắm, nhưng có một loại khí thế không thể chối từ, khiến người không thể nào bỏ qua, nhất định phải ngưng thần lắng nghe. Chủ nhân của giọng nói có mặt dài mũi cao, ngồi ở đó, sống lưng thẳng như thiết, vừa nhìn chính là một người cực kỳ tự gò bó bản thân. Mà nam nhân ngồi đối diện gã, thân mặc thường phục, ánh mắt tự tin, là Văn Liên Mục, là văn thư tùy thân của Thiên Phúc Quân. Gia cảnh Vương Duy Ngô bần hàn, xuất thân thấp kém. Thông qua đại diễn võ trong quân mới được Khương Mộng Hùng để ý đến. Đương nhiên, sau khi được Khương Mộng Hùng thu làm thân truyền, xuất thân cũng đã không còn là vấn đề nữa. Giống như nhân vật chính trong chuyện kể ngày xưa, không nơi nương tựa, dùng đôi nắm đấm mở đường cho chính bản thân mình. Dựa vào tu hành pháp đơn giản nhất trong quân, một đường từ quân đội phổ thông bước lên quân đội tinh nhuệ. Ngay cả trong Thiên Phúc Quân, đội quân đứng đầu trong cửu tốt của Tề Quốc y cũng đã đánh bại vô số truyền nhân tướng môn, kiêu tử trong quân đội, trở thành ngôi sao mới lấp lánh nhất trong quân doanh Đại Tề. Vốn cho rằng thành đệ tử quan môn Khương Mộng Hùng là quân thần Đại Tề, đã là đỉnh cao nhất. Nhưng y lại kiên cường phá vỡ giới hạn lịch sử thông thiên cảnh, có thể nói đã bắt đầu ghi chép truyền thuyết của riêng mình. Một nhân vật như vậy quả thực chói mắt đến không thể nghi ngờ. Cho nên khi Vương Duy Ngô nhạt giọng đặt câu hỏi, dù Văn Liên Mục khá nổi bật trong quân mấy năm gần đây, cũng khó tránh khỏi không thoải mái. Chương 396, Luận Kiếm. Nơi mà bọn họ đang ở ngay lúc này là phủ Trấn Quốc Đại Nguyên Soái. Quân thần Đại Tề là sự tôn kính của mọi người đối với Khương Mộng Hùng, chức vụ tối cao của lão trong Tề Đình là Trấn Quốc Đại Nguyên Soái. Một thân không vợ không con, tâm tình đặt trên tu hành và chiến sự. Đối với loại cường giả binh đạo như lão, chiến sự tức là tu hành. Cho nên nói lão là người tu hành một lòng cầu đạo cũng không phải là không đúng. Một đời Khương Mộng Hùng thu năm đệ tử, lão từng chính miệng nói Vương Duy Ngô là quan môn đệ tử của mình, cũng nói sau Vương Duy Ngô sẽ không tiếp tục thu đồ nữa. Lão nhận định một thân sở học của mình đã có người kế thừa, mà rất nhiều người đồng ý rằng người đó chính là Vương Duy Ngô. Năm người đệ tử của quân thần Đại Tề, đã có hai người chiến tử vì Tề quốc. Còn lại ba người, ai ai cũng bất phàm, trong quân đội có thanh danh, rất cao. Vương Duy Ngô là người trẻ tuổi nhất, nhưng mọi người đều biết y là người được Khương Mộng Hùng gửi gắm kỳ vọng nhiều nhất. Khương Mộng Hùng tọa trấn quân doanh quanh năm, hai đệ tử còn lại cũng có chức vị quan trọng. Trong phủ Trấn Quốc Đại Nguyên Soái thành Lâm Truy, thường chỉ có một mình Vương Duy Ngô ở lại. Mà lần hành động nhắm vào Trọng Huyền Thắng này,
cũng là y mời Văn Liên Mục giúp tính kế. Binh pháp nhất đạo, tính người, tính thời gian, tính thế. Hầu hết người kiệt xuất về mặt binh pháp thông thường sẽ giỏi suy đoán lòng người. Mặc dù chức vụ và quân hàm của Văn Liên Mục chỉ là văn thư tùy quân, nhưng cũng có quyền tham tán quân vụ, tuy tuổi không lớn nhưng đã tham dự chủ tính không ít chiến sự. Hơn nữa trong lúc hành quân diễn binh đã nhiều lần đạt được danh hiệu đệ nhất binh pháp. Xưa nay, tuấn tài trong quân và nhóm công tử Lâm Truy vốn luôn chướng mắt nhau. Kẻ trước thì cho rằng kẻ sau là cừu con nuôi nhốt, yếu đuối quá mức. Kẻ sau chỉ đơn giản là ngươi đã xem thường ta, vậy ta cũng xem thường ngươi. Tóm lại, đã từng có quân lịch thì khi đối mặt với nhóm công tử Lâm Truy càng có cảm giác ưu việt. Lần này nhận lời ra tay, thực sự là bởi không thể khuyên ngăn được Vương Duy Ngô. Tiện tay hạ xuống một kế, vốn cho là công việc dễ dàng nắm chắc. Nhưng bây giờ, kết quả đã quá rõ ràng. Xuất thân quân nhân, nhất là từ một nơi như Thiên Phúc quân này, không có truyền thống chối đẩy trách nhiệm. Văn Liên Mục nhẹ nhàng xê dịch thân thể để bản thân ngồi thoải mái hơn, sau đó nói, mặc dù nói thế này hơi mất mặt, nhưng tên béo đó thật sự khó đối phó. Kế này của ta không khó để nhìn ra, chỉ khó là có thể nhìn ra trong thời gian ngắn như vậy. Nếu ví việc này với câu cá thì chính là hắn ta đã ăn mồi, nhưng lại không cắn lưỡi câu. Ta đã nói từ sớm, không nên xem thường hắn. Ngay cả A Tuân nhất thời không chú ý, cũng bị đá khỏi bàn cờ. Cặp mắt sâu thắm của Vương Duy Ngô nhìn Văn Liên Mục, không tiếp tục nói thêm gì nữa. Nhưng ý rất rõ ràng, ngươi có thông minh hơn nữa thì hơn được Trọng Huyền Tuân sao? Nếu không phải hai bên có giao tình nhất định, thì với câu nói này Văn Liên Mục đã muốn trở mặt. Đương nhiên, trở mặt cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đánh không lại. Văn Liên Mục sượng mặt nói, ngươi phân một phần ghi chép về trận chiến diệt Dương cho ta, ta phải nghiên cứu kỹ Trọng Huyền thắng này một chút. Trước đó, ta cho rằng công lao của hắn ở Dương Địa là do Định Viễn Hầu giúp hắn đánh bóng, hiện tại xem ra có cũng có chút bản lĩnh thật sự. Trước đó ngươi đã làm gì? Giọng nói Vương Di Ngô lạnh lùng, binh pháp dạy, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Được rồi, ngươi cũng đừng nói binh pháp với ta. Văn Liên Mục vội vàng chặn lời y. Lời này mang ý nghĩa rất rõ ràng, nói đến chiến lược thì ta ngậm miệng, còn về binh pháp ngươi cũng im miệng đi. Thấy sắc mặt Vương Di Ngô không tốt, gã lập tức bổ sung, mau dùng quan hệ, mang hồ sơ ghi chép về tình hình chiến sự Tề Dương đến. Ta nhìn thấu Trọng Huyền thắng sớm, thì cũng có thể giải quyết hắn sớm hơn. Nếu muộn, đợi Trọng Huyền Tuân ra khỏi Tắc Hạ học cung, nói không chừng tên béo đó đã là gia chủ. Bên này còn chưa nói xong, Vương Di Ngô đã ra khỏi phòng, chỉ để lại một bóng lưng cao lớn. Văn Liên Mục lau mồ hôi, trận diễn binh này thật phiền phức. Trong Thái Hư huyễn cảnh, sau khi Kinh Cức Quan Miện trồng thêm ngũ khí Phược Hổ, thì một phát bạo minh diễm tước giải quyết đối thủ. Đài Luận Kiếm chậm chậm tách rời, quay về phúc địa Kim Tỉnh Sơn. Những phúc địa này ngoài tên không giống, mỗi tháng sinh ra số công khác nhau, thì hình như cũng không thay đổi gì khác. Ít nhất hiện tại, những thứ biểu hiện bên trong Thái Hư huyễn cảnh chính là như thế. Khương Vọng dần dần cũng đã thích ứng. Hắn nhìn Nhật Quỹ, trải qua tự ghép chiến đấu liên tục, lúc này đã tích lũy được 8.650 điểm công. Trước đó, đã tiêu sạch điểm công, hiện tại đều là thành quả mới tích được. 650 điểm công là phúc địa Kim Tỉnh Sơn sinh ra, còn lại 8.000 điểm đều là có được do chiến thắng ở Đài Luận Kiếm. Lấy một trận thắng 80 điểm công để tính, hắn ở cấp độ Đằng Long cảnh này đã tích lũy được số trận thắng hơn số trận thua là 100. Mà hiện tại xếp hạng của hắn là hạng 101 Đằng Long cảnh. Khoảng thời gian này, hắn tự ghép chiến đấu trong Đằng Long cảnh đã không còn thua nữa. Nhưng dưới tình huống giấu đi một phần thực lực, chiến đấu cũng thật sự gian nan hơn. Khương Vọng điều chỉnh sơ qua, Đài Luận Kiếm lại một lần nữa gào thét lên, xông thẳng vào Tình Hà. Ấn dấu thực lực trong Thái Hư huyễn cảnh, phần lớn là suy xét để che giấu thân phận hiện thế. Thí dụ như Trọng Huyền thắng, chỉ cần y không hề kiêng dè mà sử dụng trọng thuật, ngay lập tức sẽ bị người khác nhận ra xuất thân Trọng Huyền ra. Chỉ cần liên hệ lại một chút thì không khó để truy ra y, mà Khương Vọng của hiện tại còn lâu mới nổi tiếng như vậy. Việc phải che giấu nét đặc trưng ngoài hiện thế là cố ý kiềm chế một vài bản lĩnh đặc biệt, giữ lại để dùng làm đòn sát thủ. Đây là quyết định sau khi hắn đã cân nhắc kỹ lưỡng. Có điều, đối với Khương Vọng bây giờ, theo sự tìm tòi kiên trì trong sương mù mông muội, sự khống chế của bản thân cũng ngày càng tỉ mỉ, chiến lực ngày càng tăng,
hắn càng muốn xem mình có thể đi bao xa trong Đằng Long Cảnh. Dù sao, với độ nổi tiếng ít ỏi hiện tại của hắn, dù cho sử dụng bản lĩnh đặc biệt, nếu đối phương không phải vừa đúng lúc ở Lâm Truy, lại vừa đúng đã giao thủ hoặc đã quan sát hắn chiến đấu, thì cũng rất khó đoán được. Lui một bước, cho dù thật sự có người cố ý đoán được thân phận trong Thái Hư Huyễn Cảnh, thì với hắn cũng chẳng có gì ghê gớm. Hắn cũng không đắc tội nhân vật lớn nào trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Đài Luận Kiếm quay về Tinh Hà, nối liền và mở rộng. Hình tượng của Đài Luận Kiếm sau khi thăng cấp, hình như ngoài không gian rộng hơn ra thì cũng không có thay đổi gì khác. Phong cách cổ xưa, mạnh mẽ quyết liệt. Đây là nơi thi đấu ban sơ nhất, cũng là nơi lấy chiến ấn đạo trực tiếp nhất. Ngưu Hán Huân xuất thân tướng môn Tần Quốc, nói là tướng môn nhưng thật ra cũng chỉ có Gia Gia từng làm đến quân hầu, thống lĩnh một nhóm binh lực, ngay cả giáo úy cũng không phải. Nhưng việc này cũng cho y một con đường lấy mạng tranh công trong quân đội. Có được chìa khóa Thái Hư Huyễn Cảnh là một cơ hội bất ngờ. Ngày đó y hóng mát ở trong viện, cũng không nhớ là đã vì cái gì, có lẽ chỉ là vì ngây người nhìn mặt trăng. Sau đó thì có một chùm sáng mờ ảo từ trên mặt trăng bay xuống. Y bắt lấy chùm ánh sáng đó, sau đó tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh. Từ nhỏ y đã tu hành, đã khai mạch, đặt nền móng. Có tu vi du mạch cảnh, bàn về thực lực, thì xung quanh thôn xóm cũng xem như lợi hại, nhưng cũng chỉ là ở trong thôn xóm. Tìm tòi thật lâu, mới hiểu biết sơ bộ với thế giới thần kỳ này. Cống hiến pháp môn tu hành của Gia Gia truyền xuống cho Đài Diễn Đạo, được 80 điểm công. Sau đó thì tham dự luận kiếm lần đầu, đã bị đánh bại dễ dàng. Khởi động Đài Luận Kiếm tốn 10 điểm công, cộng thêm bị thua một trận, thì chỉ còn 60 điểm công. Thử thôi diễn công pháp, nhưng phát hiện vốn dĩ không đủ. Thái Hư Huyễn Cảnh của Ngưu Hán Huân, trong một khoảng thời gian dài chỉ để trang trí mà thôi. Sau này nhập quân, bởi vì tác chiến dũng mãnh, nhiều lần lập công. Cống hiến công pháp được thưởng cho Đài Diễn Đạo, gom góp dần dần, căn bản cũng xa xôi vời vợi. Không biết tại sao, cống hiến công pháp trong quân được công ít đến đáng thương. Đương nhiên, sau này mới mò mẫm ra yêu cầu Đài Diễn Đạo đối với tính sáng kiến, bất kỳ công pháp gì chỉ cần đã bị cống hiến qua, nếu lại cống hiến nữa thì thu hoạch sẽ rất ít. Lại sau này, mỗi điểm công đã tích lũy, y dứt khoát thôi động Đài Luận Kiếm để lấy thắng tranh công trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Bởi vì công quá ít, y vô cùng tiếc rẻ mỗi một lần chiến đấu, lần nào cũng đều như sát đến lúc sinh tử, tuyệt đối không dễ dàng chịu thua. Lúc này, y trải qua rất nhiều trận chiến, thực lực đã tiến bộ vượt bậc, chiến đấu du mạch cảnh trong Thái Hư Huyễn Cảnh cũng bắt đầu đánh có thua có thắng. Một điểm mà y rất thích trong Thái Hư Huyễn Cảnh chính là nơi đây với trong quân có độ tương tự rất lớn, lấy thắng tranh công. Sau khi thực lực mạnh dần, công chậm chậm được tích lũy, y lại dùng để thôi diễn công pháp của chính mình. Sau đó tu tập, thông thạo, lập công trên chiến trường, cống hiến Đài Diễn Đạo, chiến đấu trong Thái Hư Huyễn Cảnh, tranh công, thôi diễn công pháp. Cứ như vậy mà tích lũy, tiến lên từng chút một, lớn mạnh từng chút một. Từ đầu y đã cho rằng mình là đứa con của thiên mệnh, là nhân vật chính có đại khí vận, trong sách, bằng không sao lại thiên giáng nguyệt thược. Sau này y mới phát hiện, người có thể vào trong Thái Hư Huyễn Cảnh không chỉ có mình y, người mạnh hơn nhiều không đếm xuể. Bất luận là thiên phú, gia thế, kỳ ngộ, xưa nay y đều không có gì đặc biệt. Nhưng trước nay Ngưu Hán Huân chưa từng bởi vậy mà suy sụp tinh thần. Mặc kệ thế nào, Thái Hư Huyễn Cảnh thật sự cho y nhiều cơ hội và kinh nghiệm hơn. So với các huynh đệ có cùng bối cảnh trong quân thì đã nhiều hơn một con đường để trở nên mạnh mẽ. Không phải mỗi người đều có thể chọn lựa. Y ngày càng mạnh, du mạch, chu thiên, thông thiên, cả đến khi đẩy ra cửa thiên địa, hoàn thành đạo mạch Đằng Long. Địa vị trong quân đội tăng trưởng theo, từ quản lý 10 người đến quân hầu, đến nay đã trở thành giáo úy. Dù về mặt nào cũng đã vượt qua gia gia của y, ở khu vực phía Tây, địa vị bá chủ của Tần Quốc là gần như không thể lay chuyển. Ngưu Hán Huân lớn lên trong quân đội của một cường quốc, dần dần cũng nuôi ra bá khí và tự tin. Vượt qua gia gia cũng không hề khiến y thỏa mãn, đẩy ra cửa thiên địa cũng hoàn toàn không khiến y dừng lại. Bây giờ lại về quê hương, nói không chừng cũng có thể là cao thủ hạng nhất hạng nhì, nhưng việc đó thật sự có ý nghĩa sao? Thái Hư Huyễn Cảnh khiến người bình thường xuất thân dân dã như y nhìn thấy sự rộng lớn của thiên hạ. Chứng kiến sự thăm thẳm của trời cao, đất rộng bao la, y đã sớm không còn thỏa mãn chỉ diễu võ dương oai ở hồ nước nho nhỏ này.
cho nên y chịu cực nhọc hơn ngày trước. Trừ thao luyện trong quân đội, tự mình cũng tập luyện thêm. Trừ tập luyện thêm ra thì cũng chưa từng ngưng cố gắng trong thái hư huyễn cảnh. Đến nay, y lại phát động xung kích đến 100 hạng đầu của đằng long cảnh. So với sự thấp thỏm khi lần đầu khởi động đài luận kiếm, thì lần này y đã rất tự tin. Mà đối thủ của y là một thiếu niên đeo kiếm ngang eo, nhìn có vẻ không cường tráng. Các bạn đang nghe truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 397, Hát Vang Tiến Mạnh. Khương Vọng không hề có ý định quan sát đối thủ, khi trận đấu vừa mới bắt đầu, hắn liền hóa thân thành diễm lưu tỉnh gào thét bay đến. Mà trong tầm nhìn của Ngưu Hán Huân, một luồng lưu tinh chỉ trong nháy mắt đã quét ngang một khoảng cực lớn của đài luận kiếm, sau đó hiện ra thân ảnh, đó là một thiếu niên có ánh mắt cực kỳ kiên định. Trong nháy mắt khi y dốc toàn lực thúc giục binh sát tấn công, ngũ khí trong cơ thể bỗng nhiên sụp đổ, hỗn loạn, ngũ khí từ bên trong cơ thể thoát ra ngoài trói chặt cơ thể y. Thời gian kéo dài cũng không lâu, với thực lực hiện tại của y, có thể nhẹ nhàng hóa giải loại trấn áp hỗn loạn của ngũ khí trong cơ thể này. Nhưng ngay lúc cơ thể khôi phục lại sự tự do, y đồng thời nghe thấy tiếng chim hót líu lo. Không, không chỉ mỗi tiếng chim hót, leng keng, ô ô, tùng tùng, tang tang, chuông nhạc, sáo trúc, trống, đàn tì bà, đàn tranh, đàn sắt, u, sền. Có một số âm thanh rất xa lạ, lại có một số âm thanh rất quen thuộc với y, nhưng đều rất êm tai, là sự êm tai mà y chưa bao giờ được cảm thụ qua. Tám loại hợp tấu, bát âm cùng vang, y cảm thấy thân thể mình đã bị xé thành vô số mảnh nhỏ, theo từng âm thanh khác nhau mà bị chia thành từng bộ phận khác nhau. Mà theo xu hướng không hề dừng lại của đạo thuật này, cảm giác đó quả thật đã trở thành hiện thực. Vô số diễm tước đến gần, nổ tung cùng với y. Trong đầu y chỉ còn một ý niệm duy nhất. Thật mạnh, Mặc Trúc là môn đồ Mặc gia đến từ Cự Thành. Cái họ Mặc này thật ra không hề đại biểu cho cái gì cả, chẳng qua là có rất nhiều môn đồ Mặc gia muốn tỏ lòng sẵn sàng hiến dâng cả cuộc đời mình cho Mặc môn nên tự mình đổi sang họ Mặc. Cha mẹ Mặc Trúc chính là những người như vậy, cho nên đương nhiên y cũng họ Mặc. Người giống như y rất nhiều, chẳng hạn như Mặc Kinh Vũ kia. Có điều, người kia là nhân vật thiên tài nổi tiếng ở nhiều nước, còn Mặc Trúc y thì vẫn chẳng có tiếng tăm gì cả. Rất nhiều người không hiểu về Mặc môn, thường sẽ có hiểu lầm, tức là có phải Mặc môn lấy họ Mặc làm chủ đạo hay không. Cho dù ở trong Mặc môn, người chân chính họ Mặc cũng không nhiều lắm, có rất nhiều người đã sửa lại họ. Cũng giống với việc đạo sĩ, hòa thượng sau khi nhập môn đều dùng đạo hiệu hay là pháp danh, nhưng khác nhau là việc này không mang tính chất ép buộc. Cũng sẽ không vì đổi họ mà được ưu đãi hơn, lại càng không vì không đổi sang họ Mặc mà phải nhận lấy bất kỳ sự kỳ thị nào. Tóm lại đây là một việc có tính chất tương tự như gửi gắm mà thôi. Nguyệt thực của Mặc Trúc có được từ trong mộng, sau khi tỉnh giấc thì đã có rồi, y không biết người khác có được nó thế nào, cũng chưa từng trao đổi qua. Tu luyện như vậy mấy năm, thật ra thực lực của y đã không hề tầm thường, y xếp thứ 73 đằng long cảnh trong thái hư huyễn cảnh. Lúc lịch luyện quanh nước, y gần như chưa từng gặp phải cường giả cùng cảnh mà có thể đánh bại mình. Chẳng qua chuyện này đại khái cũng có liên quan đến việc y rất biết điều, rất ít khi thể hiện chiến lực thật sự. Mặc môn bây giờ, về mặt cơ quan khôi lỗi, có hai loại khuynh hướng chủ yếu, chính là phức tạp hóa và cự đại hóa. Còn Mặc Trúc lại lựa chọn cho mình một khuynh hướng riêng. Thứ đại biểu cho thành quả thuật cơ quan của y chỉ là một cơ quan búa, một cơ quan búa có tạo hình mạnh mẽ. So với khôi lỗi phi nha có thể triển khai số lượng ngàn vạn, hoặc là cơ quan cự nhân cao mấy chục trượng có thể phá núi băng sông thì một chiếc cơ quan búa hầu như rất kém. Nhưng chỉ có Mặc Trúc biết, y đã tốn biết bao nhiêu tâm huyết cho chiếc búa này. Để đem được chiếc cơ quan búa này vào thái hư huyễn cảnh, y đã tốn gần 500 điểm công. Cũng may bây giờ y đang ở trong 100 vị trí đầu của đằng long cảnh, chỉ cần giữ vững thứ hạng này thì mỗi ngày sẽ có một số điểm công khen thưởng cố định. Lúc ở du mạch cảnh là 10 điểm, đằng long cảnh là 80 điểm. Thu hoạch tương đương với một lần chiến thắng, đây cũng là một loại khích lệ của thái hư huyễn cảnh với cơ chế chiến đấu cặp đôi. Cầm chiếc cơ quan búa này, Mặc Trúc bay lên đài luận kiếm. Trước mặt là một thiếu niên tướng mạo anh tuấn, cầm một thanh kiếm vô cùng bình thường, chắc hẳn không phải là vũ khí đem từ bên ngoài vào. Thế đứng vững chắc, ánh mắt kiên định, khí thế rất tự tin.
Đây là một cường địch rất khó gặp được. Mạc Trúc lặng lẽ phân tích. Y không phải người hay nói, nhưng trong lòng rất tỉnh táo. Sau vô số lần điều chỉnh chuôi cầm một cách tinh vi, thì bây giờ nó rất phù hợp với bàn tay của Y, mỗi một ngón tay đang ở vị trí vô cùng thoải mái. Y nhẹ nhàng ấn một cái, lưỡi búa tạo nên một độ cong rất nhỏ. Điểm đặc sắc nhất trên chiếc cơ quan búa này là Y chỉ dùng thuật cơ quan, ấn 3651 chiêu thức thủ pháp. Có thể đối phó các loại tình huống cực đoan. Nho gia có một câu danh ngôn, thật sự rất thích hợp với phương thức chiến đấu của Mạc Môn. Đức tính người quân tử không có gì khác biệt, mà là khéo mượn ở các vật. Quân tử không khác với người bình thường, chẳng qua là giỏi sử dụng công cụ mà thôi. Trong thiên hạ, không có môn phái nào có thể am hiểu về lợi dụng công cụ hơn so với Mạc Môn. Những người trong Mạc Môn tin rằng phản ứng của cơ quan khôi lỗi nhất định mạnh hơn so với phản ứng của bản thân sinh linh. Nếu như vẫn chưa mạnh hơn, thì nhất định là do cơ quan khôi lỗi vẫn chưa được hoàn thiện. Bởi vì một cơ quan khôi lỗi bền chắc, hoàn hảo thì sẽ không phạm phải sai lầm. Còn đối với Mạc Trúc thì trước đó y đã tiến hành phân tích khương vọng, hơn nữa còn đưa ra một phạm vi lựa chọn thích hợp nhất. Hình thức chiến đấu của y chính là khả năng khống chế khiến y kiêu ngạo nhất, cơ quan búa mặc dù nhỏ nhưng có đầy đủ chức năng. Có thể đảm bảo dưới tình huống nào cũng có thể dựa vào điều kiện của bản thân mà đưa ra cách đối phó tốt nhất. Mặc dù chỉ là một thanh cơ quan búa, nhưng nó lại có khả năng khống chế vượt trên cả cơ quan khôi lỗi. Y khó có khả năng đột nhiên bạo phát nhưng y cũng rất ít khi thua, vị trí thứ 73 của y ổn định khác thường, hàng thật giá thật. Còn hiện tại, y đã chuẩn bị kỹ rồi. Chuyện này không liên quan đến sự tự tin hay không, mất đi sự ổn định thì khôi lỗi sẽ mất đi ý nghĩa của nó. Tiếp đó Mạc Trúc thấy người thiếu niên kia cử động, trường kiếm ra khỏi vỏ, người đã ở sát bên. Cặp mắt kia vốn ôn hòa kiên định, trong nháy mắt, đã thay đổi, biến thành bãi bể nương dâu. Tang thương nhưng lại kịch liệt. Bi ai nhưng lại mạnh mẽ. Đó là ánh mắt của người già, nhưng tuyệt đối không hề tầm thường. Đó là ánh mắt của anh hùng, nhưng đã đến tuổi xế chiều. Một kiếm kia đâm thẳng đến, vô cùng đơn giản nhưng chứa đựng vô vàn biến hóa. Lão tướng đã từng chứng kiến bao nhiêu sinh tử. Y chẳng thể ứng phó nổi nữa, đánh mất sức phán đoán, ngay cả một phạm vi thích hợp cũng chẳng thể tìm thấy. Y phát hiện công sức lịch lãm khắp nơi cùng với tâm huyết sưu tầm 3651 chiêu thức thủ pháp kia, ấy vậy mà chẳng có thức nào có thể ứng phó nổi. Mặc dù vậy, cơ quan búa trong tay vẫn không chút suy yếu cản lại sát lực. Cơ quan khôi lỗi sẽ không mờ mịt bởi vì nó vốn không hề có suy nghĩ. Đây chính là ưu thế của cơ quan thuật, khiến y trong lúc hoảng hốt vẫn có thể có được một chút sức phản kháng. Nhưng một kiếm kia lại vẫn đâm xuyên trái tim của y, giống như chưa từng chịu sự ngăn cản nào cả. Chiến phủ của y rõ ràng đã chém ra rồi, lại giống như chẳng xảy ra chuyện gì. Nhưng y đã bại trận rồi. Đây là loại kiếm thuật gì? Mạc Trúc không phải là người thích nói nhiều, nhưng y vẫn hỏi. Y thật sự rất tò mò, rất muốn biết đáp án. Y nghe thấy một giọng nói trong trẻo, lão tướng Chỉ Mộ. Thật là một cái tên cực kỳ thích hợp. Trước khi rời khỏi đài luận kiếm, y nghĩ. Khương Vọng thể hiện hoàn toàn chiến lực không hề che giấu, một đường hát vang tiến bước. Ngưu Hán Huân, Mạc Trúc cũng chỉ là hai trong số những bại tướng dưới tay hắn. Bát Âm Diễm Tước và Nhân Đạo Kiếm giúp hắn trước khi bước vào 50 vị trí đầu cơ hồ không gặp phải bất cứ sự cản trở nào. Sau khi vào trong 50 vị trí đầu thì chiến đấu hơi khó lên một chút. Đến 20 vị trí đầu thì mỗi một cuộc chiến đều phải dốc hết toàn lực ứng phó. Mà thời gian để đài luận kiếm tìm đối thủ tương ứng cũng càng ngày càng dài. Trọng Huyền Thắng biết hắn đang xung kích thứ hạng bên trong Thái Hư Huyễn Cảnh, dùng các cao thủ khác để mài giũa Nhân Đạo Kiếm mới vừa hình thành, hoàn thiện hệ thống chiến đấu, cho nên có chuyện gì cũng tận lực không tìm đến hắn. Đây là một đoạn thời gian không bị bất kỳ chuyện gì quấy nhiễu hiếm có thể một lòng tập trung chiến đấu trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Cũng khiến cho hắn phát hiện được một bí mật bấy lâu vẫn chưa phát hiện ra. Chương 398, Hoa Bảo Thiếu Niên. Sau khi tiến vào 10 vị trí đầu tiên của Thái Hư Huyễn Cảnh, mỗi một lần thăng hạng, tâm lực bị tiêu hao sau mỗi trận chiến giống như gia tăng lên gấp bội. Khương Vọng không thể chiến đấu liên tục được nữa. Sau mỗi một cuộc luận kiếm, đều phải lui ra ngoài nghỉ ngơi một lúc lâu. Hắn dùng khoảng thời gian nghỉ ngơi này để điều dưỡng thiên địa cô đảo, nắm giữ hóa giải đạo thuật, hàm dưỡng kiếm thuật. Đợi đến khi tinh lực khôi phục,
lại tiến vào thái hư huyễn cảnh. Không có một giây rảnh rỗi, lúc ở thông thiên cảnh chỉ dừng lại ở vị trí thứ 9, không giống như Vương Di Ngô thăm dò cực hạn của thông thiên cảnh, là một điều tiếc nuối với hắn. Vậy thì ở cấp độ đằng long cảnh này, hắn ít nhất phải tiến thêm một bước mới được. Vị trí thứ 9, thứ 8, thứ 7, khó khăn trèo lên từng bậc. Đối thủ lần này là một thiếu niên mặc áo bào hoa lệ. Bên trong thái hư huyễn cảnh, có rất nhiều người thích che giấu khuôn mặt, cho nên ở đây, Khương Vọng chỉ nhìn thấy một đôi mắt của y. Đây là một đôi mắt hòa lẫn sự kiêu ngạo và bướng bỉnh. Trên đài luận kiếm chỉ để thắng lợi, đối phương không muốn nhiều lời, Khương Vọng cũng vậy. Từ lần đầu tiên đối đầu trong thái hư huyễn cảnh ở Du Mạch Cảnh, trong lòng Khương Vọng đã xuất hiện một ý nghĩ mơ hồ. Hắn không phải là một người quang minh chính đại, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy hắn sẽ ở dưới cơ của người nào đó. Nhưng từ Du Mạch đến Chu Thiên rồi thông thiên cảnh, chẳng lần nào đạt được ý nguyện. Bây giờ xếp hạng 7 đằng long cảnh đã là chiến tích cao nhất rồi. Đối với Khương Vọng, hắn tuyệt đối không đồng ý đây chính là thứ hạng cuối cùng của hắn. Bên ngoài Thanh Dương Trấn, bất đắc dĩ phá cảnh đương nhiên là một điều tiếc nuối. Nhưng điều đó cũng nhắc nhở hắn, hắn chưa đủ mạnh, còn lâu mới đủ. Khương Vọng vốn không coi thường đối thủ, với xếp hạng hiện tại thì lại càng thận trọng hơn. Gần như ngay khi nơi luận kiếm hiện ra, nhìn thấy đối thủ liền trực tiếp ra một chiêu ngũ khí phược hổ. Sau đó nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trên đỉnh đầu, kinh cức quan miện nhanh chóng hiện ra rồi biến mất, tiếp đó là diễm hoa hải không ngừng trải rộng ra. Nhưng, đóa diễm hoa đầu tiên vừa mới lan ra, lúc đóa diễm hoa thứ hai lan tràn thì bỗng nhiên có khoảng 9 con thủy long gầm gừ lao đến. Hơn nữa còn rất linh hoạt, hoặc bổ nhào đến hoặc cắn, rất sống động, không giống như đạo thuật ngưng tụ, mà giống như được trời cao nuôi dưỡng ra. Loại cấp bậc đạo thuật thủy long ba này Khương Vọng đã từng nhìn thấy. Đó là lúc diễn ra tam thành luận đạo ở Phong Lâm Thành, Lâm Chính Nhân đã dùng một chiêu thủy long ba này để đánh bay Tôn Tiểu Man. Nhưng nếu so với đạo thuật ngày hôm nay thì dù chúng cùng là thủy long do đạo thuật hóa thành, nhưng vẫn khác nhau một trời một vực. Thủy long ba của Lâm Chính Nhân lúc đó nhìn thấy vô cùng tự nhiên và uy phong mạnh mẽ. Nhưng với ánh mắt hiện tại của Khương Vọng thì nó lại lộ vẻ đờ đẫn vụng về, chỉ cần phủi kiếm là có thể phá vỡ. Còn 9 con thủy long này lại cực kỳ linh động, các phương vị, các tư thế, tạo nên một thế gọng kìm. Giống như 9 cái đầu kia đều tự có ý thức của một chiến sĩ cường đại, chứ không đơn giản chỉ là do đạo thuật điều khiển. Chỉ một cái bổ nhào đã xé rách diễm hoa hải, sau đó vây quanh tứ phía trái phải, trên dưới. Không để cho người ta chút không gian nào để thở. Hoàn toàn có thể gọi là thủy long trận. Khương Vọng có thể cảm giác được, ngũ khí phực hổ của hắn như một hòn đá ném vào biển rộng, không thể gây ra một chút rung động nào trong cơ thể đối phương. Trước đây, trong hoàn cảnh này, hắn hầu như chưa từng gặp chuyện ngũ khí phực hổ hoàn toàn không thể quấy nhiễu đối phương một chút nào như thế. Điều này khiến cho hắn dự đoán sai lầm, đột nhiên mất thế chủ động. 9 con thủy long cùng nhau bao vây, có con linh hoạt, có con gầm gừ, có con dương nanh múa vuốt dữ tợn. Ngay lúc đó, một đạo kiếm quang phát ra, như ngọn đuốc trong gió, như lá rơi phiêu đãng. Ánh mắt của Khương Vọng đã như ở tuổi xế chiều. Kiếm quang ảm đạm, như phản chiếu ánh mặt trời lúc hoàng hôn. Một kiếm này nhìn có vẻ yếu đuối. Nhưng mà kiếm này vừa ra, trong nháy mắt đã chém nát đầu 9 con thủy long. Cũng không hẳn là chém nát cơ thể của chúng mà là đánh nát chỗ tập trung đạo nguyên của 9 con thủy long này, khiến đạo thuật này vỡ vụn. Nhân đạo kiếm, thức thứ nhất, lão tướng chỉ mộ. Thiếu niên có ánh mắt vừa ngạo mạn vừa bướng bỉnh kia, sau khi xuất ra 9 con thủy long thì bước đến, mỗi một bước đều đạp nát một đóa diễm hoa, hoàn toàn hủy diệt nó, diễm hoa hải đã bại, động tác này không hề có chút ý nghĩa nào trong chiến đấu, mà giống như một loại tính tình ngang bướng và khinh thường. Sau đó, y nhìn thấy một kiếm này, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc, là kinh ngạc, nhưng không còn gì khác nữa. Tay áo vung lên, 9 con thủy long đang vỡ vụn kia trong nháy mắt tan thành mây khói. Không, cũng không phải là mây khói, mà là hòa khí. Tiếng kêu bén nhọn, tê tâm liệt phế vang lên. Mà vô số hơi nước đó đã vây quanh Khương Vọng, xung quanh không còn khe hở nào. Loại đạo thuật này biến hóa nhìn như có vẻ đơn giản, nhưng lại thể hiện ra sức mạnh có thể điều khiển nguyên lực hệ thủy dễ như trở bàn tay. Ít nhất thì Khương Vọng hiện tại còn lâu mới làm được như thế. Hơi nước bốc hơi, sương mù trắng xóa, mưa phùn lất phất. Chỉ trong nháy mắt lúc tiếp xúc,
trên người Khương Vọng đã bị nổi đầy bọc nước. Chuyện này xảy ra quá mức bất ngờ, hơn nữa căn bản không thể nào tránh được. Toàn thân hắn đau đớn thấu xương. Vô số dây leo chui ra từ mặt đất, quấn vào nhau, tạo nên một nửa hình tròn, vây Khương Vọng vào trong. Dây leo trên vách đá nở ra những đóa hoa dữ tợn, mở to cái miệng như chậu máu. Đằng xa triển bích cùng với thực nhân hoa, loại đạo thuật này Khương Vọng đã cực kỳ ít sử dụng, bởi vì theo thời gian dần trôi thì chúng đã không còn theo kịp tốc độ chiến đấu của hắn nữa. Nhưng loại đạo thuật này lại có tốc độ thành hình nhanh hơn. Dùng chúng vào lúc này có thể tranh thủ được một ít thời gian, dù thời gian này cũng không nhiều. Hơi nước dữ tợn vừa xông đến thì trong nháy mắt thực nhân hoa đã trở nên khô héo, đằng xa triển bích cũng chỉ kiên trì được một lúc rồi biến mất. Nhưng ngay lúc dây leo hoàn toàn biến mất, Khương Vọng đã bấm pháp quyết xong. Líu lo líu lo líu lo, tiếng chim hót trong nháy mắt đã hóa thành bát âm. Leng keng, ô ô, tùng tùng, tang tang, tiếng chuông nhạc, tiếng sáo trúc, tiếng trống, tiếng đàn tỳ bà. Hoặc du dương, hoặc đau thương, hoặc hùng hồn, hoặc mạnh mẽ. Vô số diễm tước lấy Khương Vọng làm trung tâm mà nổ tung, tạo ra một khoảng không gian không còn hơi nước kia. Diễm tước bay múa, kêu thét lên tấn công đối thủ. Thiếu niên hoa bào kia vung tay chụp một cái, hơi nước kia dùng tốc độ nhanh hơn so với diễm tước hương về lòng bàn tay của y. Nguyên lực hệ thủy giống như là đồ chơi của y, mặc cho y về nặn, hơi nước dữ tợn nhu thuận dâng lên. Nhìn giống như một cái phễu hơi nước cực lớn, trên tay y cầm một cái muôi. Mà bên trong hơi nước, bát âm diễm tước của Khương Vọng bị va chạm ngã trái ngã phải. Không, không chỉ y nắm giữ tự nhiên đối với nguyên lực hệ thủy. Y còn có thể tìm ra biện pháp quấy nhiễu bát âm diễm tước nhanh thư thế. Bùm, bắt đầu từ lòng bàn tay của y, nước lũ dâng cao. Một cánh tay y hút hơi nước vào, một cánh tay khác lại giống như kết nối với một con sông nào đó, sóng to gió lớn, dâng nước lũ lên. Chẳng qua chỉ trong thời gian ba cái hô hấp, toàn bộ nơi luận kiếm đã bị nhấn chìm, chỗ Khương Vọng đang đứng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nơi luận kiếm cũng không phải là một không gian vô tận, theo sự thăng cấp của đài luận kiếm, mức độ chiến đấu tăng lên, không gian cũng sẽ mở rộng theo. Bây giờ đài luận kiếm đã ở cấp 6, không gian được xem là cực lớn, nhưng vẫn bị hoàn toàn lấp đầy. Trong vô tận tinh không, xuất hiện một lồng giam tứ phương được tạo thành từ nước. Đây cũng là lần đầu Khương Vọng nhìn thấy phạm vi cụ thể của nơi luận kiếm. Nhưng điều quan trọng hơn chính là bây giờ hắn và đối thủ đều bị vây kín trong lồng giam mà đối thủ bố trí ra. Các bạn đang nghe truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 399, Vinh danh Thái Hư Lục Hợp. Nước ở khắp nơi, dường như nước đã thay thế không khí, trở thành không gian chính. Thân ở trong nước, lập tức cảm nhận được áp lực của nước. Trong ánh mắt thiếu niên hoa bào lộ ra ngạo mạn và cố chấp, nhưng cũng không có bất kỳ động tác gì. Nước tràn ngập khắp cả đài luận kiếm, áp lực lớn đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Nước từ bốn phương tám hướng, từ tất cả mọi nơi có thể tiếp xúc tràn vào. Ép cho thân thể cường kiện của hắn cũng phải run lên, xương cốt kêu ken két. Khương Vọng chuyên tu đạo thuật hệ mộc và hệ hỏa, nhưng không có nghĩa là hắn hoàn toàn không biết tí gì về đạo thuật hệ thủy. Chỉ có điều, tất cả đạo thuật hệ thủy mà hắn biết lúc này lại không thể thành hình. Mỗi một giọt nước không ngừng đánh thẳng vào hắn, như đang nhắc nhở hắn, trong mảnh thiên địa toàn là nước. Này, thiếu niên hoa bào đối diện Khương Vọng chính là chủ nhân duy nhất. Trong ngũ hệ, thủy có thể sinh mộc. Nhưng tất cả đạo thuật hệ mộc lại không thể chống nổi đến hơi thở thứ hai. Toàn bộ bị nghiền nát, bị cối nghiền bằng sức nước giã nát. Đây là đạo thuật gì? Khương Vọng thầm hỏi, nhưng không biết. Nếu đối kháng bằng đạo thuật, hắn đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Hắn còn có kiếm. Từ Phượng Khê Trấn đến Phong Lâm Thành, từ Hữu Quốc đến Tề Quốc, từ Thanh Dương Trấn đến Lâm Chi Trấn. Hắn luôn cầm kiếm phi hành. Kiếm thuật đã khắc sâu vào bản năng của hắn, kiếm chiêu đã trở thành ký ức của cơ thể hắn. Không cần suy nghĩ, hoặc có thể nói, sau khi suy nghĩ, đây là đáp án duy nhất. Trong hoàn cảnh thế này, dưới tình hình thế này, kiếm là đáp án duy nhất. Giữa không gian toàn là nước, kiếm quang nổ tung, không gì không phá được. Kiếm quang sáng lóa mắt, lại cứng cỏi quật cường. Kiếm quang quấn Khương Vọng vào giữa, mở ra một mảnh lĩnh vực kiếm trong lĩnh vực nước.
cứng rắn dùng kiếm quang chống lên một vòng tròn. Trong tuyệt cảnh, Khương Vọng bộc phát, một kiếm bọc thành hình tròn. Nhưng thiếu niên hoa bào chỉ hơi chau mày một chút như thể hiện sự tán thưởng. Sau đó, y nắm tay lại, áp lực nước đột nhiên tăng mạnh. Vòng kiếm chấn động, bị áp xúc tới cực điểm. Kiếm bị ép căng, người cũng bị ép căng đến cực hạn. Mỗi một khối cơ bắp trên cơ thể Khương Vọng đều rên rỉ không chịu nổi. Khương Vọng nhìn vòng kiếm đang chống đỡ, muốn tiến lên mà không thể. Giằng co trong nước, chỉ có năng khiếu bẩm sinh vẫn không đủ, dù hắn có thể kiên trì đến cỡ nào, kết cục vẫn như vậy. Nếu vòng kiếm vỡ nát, hắn cũng sẽ bị sức ép đè bẹp. Trong hoàn cảnh chiến đấu này, đạo thuật của thiếu niên hoa bào có thể nói là không thể giải được, khiến người tuyệt vọng. Nhưng xưa nay Khương Vọng vốn là người không bao giờ tuyệt vọng. Hắn đã từng bị ép phải tuyệt vọng, nhưng chưa từng tuyệt vọng. Dù là trong ảo cảnh, không phân sinh tử, một tay hắn chống đỡ vòng kiếm, một tay khác quật cường chật vật di chuyển. Ngón tay cái chạm vào ngón trỏ, rồi đến ngón giữa, ngón áp út, lần lượt đi qua các đầu ngón tay. Giống như quá trình một đóa hoa nở ra, cũng như một đóa lửa nở rộ vậy. Đạo thuật, đố hỏa. Môn đạo thuật này chỉ là bậc giáp hạ phẩm, nhưng nó không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, nên chính là lựa chọn tốt nhất lúc này. Những đạo thuật kiểu như bát âm diễm tước đều không thể thành hình trong nước được. Các ngón tay của Khương Vọng nở rộ như hoa, cùng lúc đó, trong mắt thiếu niên hoa bào nảy ra một đóa hoa lửa, chìm xuống đáy lòng. Tất cả ngạo mạn và bướng bỉnh trong ánh mắt y đều không còn, chỉ còn lại sự ghen ghét mãnh liệt tràn ngập. Y ghen tị, cũng vì vậy mà bất mãn, phẫn nộ, không công bằng. Dựa vào cái gì mà Khương Vọng có thể cảm giác được, áp lực từ nước chợt giảm bớt. Kiếm quang bắn ra, toàn thân hắn được bao bọc trong kiếm, lọt vào trong nước. Nhật Nguyệt Tinh, thần kiếm, một kiếm thiểm điện, giống như một con cá lóe lên một cái rồi biến mất. Hàn quang lướt qua cổ thiếu niên hoa bào. Ngay lúc này, ánh mắt thiếu niên hoa bào bỗng nhiên đổi màu, y bấm bàn tay của mình. Chớp mắt, áp lực trong nước tăng lên gấp bội, gần như muốn ép bẹp Khương Vọng. Nhưng ngay lập tức nước tán loạn, thiếu niên hoa bào biến mất. Ngay cả nước bao quanh nơi luận kiếm cũng biến mất. Khương Vọng nhìn theo kiếm, thở hồng hộc đứng trên đài luận kiếm. Đây là một chiến thắng vô cùng chật vật. Hắn đã dùng hết thủ đoạn mà thiếu niên hoa bảo kia chưa chắc đã dốc toàn lực. Xem lại cả chàng chiến đấu, Khương Vọng ý thức được vừa rồi mình thắng không phải nhờ thực lực vượt xa đối thủ, mà là vì hắn đã đánh trúng vào nhược điểm của đối thủ. Ghen ghét, thì ra là cảm xúc đáng sợ đến như vậy. Nên nhớ, mạnh như ngũ khí phược hổ cũng không làm gì được thiếu niên hoa bảo kia. Bởi vậy có thể thấy được khả năng khống chế thân thể của người này thực sự đã tới mức không có kẽ hở. Về bản chất, đố hỏa không mạnh hơn ngũ khí phược hổ, nhưng lại có được hiệu quả kỳ diệu. Bát âm diễm tước được sáng tạo ra từ bạo minh diễm tước thăng hoa, sau khi cảm nhận được cái lợi khi tự sáng tạo ra đạo thuật. Khương Vọng đã bắt đầu dốc tinh lực đi theo hướng này, nên đối với những đạo thuật khác, sau khi đã thuần thục hắn dần dần không để ý tới nhiều nữa. Hoàn toàn không giống với trước kia, dù hắn đã có thể vận dụng tự nhiên nhưng vẫn nghiên cứu đi nghiên cứu lại nhiều lần. Cũng chính vì vậy nên lúc này hắn mới đột nhiên nhớ tới đố hỏa. Đạo thuật tinh phẩm mà tiền nhân khổ tâm nghiên cứu, trải qua nhiều đời rèn luyện ra há có thể vượt qua dễ dàng như vậy. Thế giới tu hành này mênh mông như biển rộng, vô số vết tích vĩ đại luôn luôn nhắc nhở Khương Vọng hai chữ khiêm tốn. Hắn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ về trận thắng này, chợt có tiếng nói từ trong huyễn cảnh vang lên, Độc Cô Vô Địch tiến vị Đằng Long hạng 6, đạt danh vị tu sĩ Thái Hư Lục Hợp. Những lời này vọng vào tai, tin tức tương ứng cũng hiện ra trước mặt Khương Vọng. Tu sĩ Lục Hợp là một loại danh dự trong Thái Hư huyễn cảnh, chỉ có người mạnh nhất trong số các tu sĩ cùng cảnh mới có tư cách lấy được. Ở cấp độ du mạch cảnh là cửu cung tu sĩ, tổng cộng có 9 danh ngạch. Ở cấp độ chu thiên cảnh là bát quái tu sĩ, tổng cộng có 8 danh ngạch. Đến giờ Khương Vọng mới biết, lúc trước hắn đứng hạng 9 ở thông thiên cảnh chỉ còn cách tu sĩ Thái Hư thất tinh 2 bước nữa, cho nên bí mật này đến bây giờ mới biết. Mà cái lợi khi đạt được danh vị tu sĩ Thái Hư Lục Hợp, lần đầu thành tựu, thưởng 800 công, 800 pháp. Giữ được danh vị này, cứ đến giữa mỗi tháng sẽ được thưởng 80 công, 80 pháp. Với thực lực hiện giờ của Khương Vọng, công còn dễ lấy, chứ pháp thì rất khó kiếm. Hắn nào có nhiều công pháp, đạo thuật cường đại để đi cống hiến chứ. Tất nhiên,
Công pháp do bản thân hắn sáng tạo ra tuy có thể đổi lấy rất nhiều điểm cống hiến nhưng đều là đòn sát thủ hắn giữ lại, sao dễ dàng mang đi cống hiến được. Giống như Khương Vọng bây giờ đã ngộ ra được nhân đạo kiếm, ba kiếm thiên địa nhân hắn vẫn không cống hiến cho đài diễn đạo. Cống hiến rồi, có nghĩa người khác cũng có thể thôi diễn ra thông qua đài diễn đạo. Quay lại tu sĩ được vinh danh Thái Hư Lục Hợp. Đây là pháp mà Khương Vọng được ban thưởng khi lần đầu đạt danh vị trong Thái Hư huyễn cảnh. Nhưng đây còn không phải cái lợi lớn nhất. Lợi ích lớn nhất khi được vinh danh là nếu giữ được vị trí này thì đài diễn đạo sẽ được gia trì thêm hiệu quả một tầng. Nói cách khác, sau khi lấy được phần thưởng 800 pháp, mặc dù Khương Vọng vẫn dừng ở tầng 2 của đài diễn đạo với 1.230 điểm pháp, chưa thể đạt tới hạn mức 3.000 pháp để được lên cấp 3 của đài diễn đạo. Nhưng khi hắn thôi diễn tất cả công pháp đạo thuật sẽ được hưởng hiệu quả của tầng thứ 3 đài diễn đạo. Tất cả mọi thứ trong huyễn cảnh đều phải tự tìm hiểu. Có điều, khi ở thông thiên cảnh, Khương Vọng vốn đã có thể phát hiện ra bí mật này. Tu sĩ Thái Hư Thất Tinh được thưởng 400 điểm pháp, lại thêm hiệu quả tăng một phẩm của đài diễn đạo. Con đường tới cực hạn thông thiên cảnh vốn đã không quá xa, lúc này thậm chí có thể nói là với tay là tới. Nhưng, mọi chuyện đã qua, thạch kính kia đã lấy cái chết hiến tế cửa thiên địa, chẳng có gì đáng để nhắc lại nữa. Chương 400, sức người có hạn. Trong một đình viện cực kỳ hoa lệ nào đó, thiếu niên hoa bào mặt mày ủ rột, không nói một lời. Quang thủ mỹ phụ trung niên đi tới, quan tâm hỏi, con đuổi hết hạ nhân ra ngoài rồi à, đã xảy ra chuyện gì? Thiếu niên hoa bào giật giật khóe miệng, dường như không muốn nói gì, nhưng vẫn miễn cưỡng đáp lại, con đã thua một trận, có hơi dầu dĩ, nên không muốn người ta thấy. Y cũng không nói mình bại ở đâu, bại bởi ai, nhưng có vẻ như mỹ phụ này cũng biết đến Thái Hư huyễn cảnh. Nàng nghe vậy chỉ khuyên lơn, đừng quá để tâm tới một trận thắng bại làm gì, ai cũng có lúc thua cả. Thiếu niên hoa bào lại nổi giận, lớn giọng cãi, bởi vì người khác đã từng thua, cho nên con thua cũng là chuyện đương nhiên. Mẹ không có ý này, mỹ phụ trung niên giải thích, mới khai mạch một năm đã có được chiến lực như bây giờ, con đã rất cố gắng rồi. Huống chi, con mới thua một trận đầu tiên mà thôi, không tệ sao. Thiếu niên hoa bào lạnh lùng nói, trước khi khai mạch đã xây được cơ sở vững chắc như thế, mà bây giờ, ngay cả cảnh thứ nhất con cũng không làm được. Mỹ phụ trung niên dịu dàng xoa dịu, thiên hạ rộng lớn, nhân tài xuất hiện lớp lớp, ai có thể nói mình vĩnh viễn đứng thứ nhất. Khi con khai mạch đã không dùng thiên nguyên đại đan, khó tránh khỏi cơ sở không đủ, đừng nói đỡ cho con nữa. Thiếu niên hoa bào phất tay áo rời đi, nhưng trước khi rời khỏi viện tử, y ném lại một câu, yếu chính là yếu, ta có thể đối mặt, nhưng ta sẽ không yếu như vậy mãi. Mỹ phụ trung niên giật mình lo lắng, thật lâu sau, nàng mới quay về đình viện, cô đơn thở dài, đứa nhỏ ngốc. Sức người có hạn, dù cho, sao con phải tự làm khổ mình như vậy? Liên tục thắng trận, khi được vinh danh tu sĩ Thái Hư Lục Hợp, Khương Vọng đã tích lũy được 1.011 điểm công. Đối mặt với thiếu niên hoa bào kia, hắn cũng không dám chắc mình sẽ thắng thêm lần nữa. Cho nên, hắn rất muốn có thể mau chóng nhận được lợi ích khi được vinh danh tu sĩ lục hợp. Thêm một tầng gia trì hiệu quả của diễn đạo đài, hắn có thể vận dụng thôi diễn công pháp đài diễn đại tầng 3. Hiển nhiên đài diễn đạo tầng 3 có nhiều lựa chọn ưu tú hơn so với đài diễn đạo tầng 2. Nhưng cũng có hạn chế nhất định, bởi vì bất kỳ công pháp hoặc đạo thuật gì cũng đều có cực hạn. Nếu ngươi có thể thấm nhuần cực hạn công pháp ở đài diễn đạo tầng 2, vậy dù có lên đến đài diễn đạo tầng 3 cũng không có không gian để tiến bộ thêm nữa. Khương Vọng nhìn sơ hệ thống đạo thuật của mình, hiện tại, các đạo thuật giá trị có nhu cầu đề thăng, có không gian để đề thăng, chủ yếu có 4 môn. Đạo thuật loại khống chế, ngũ khí phực hổ. Đạo thuật loại phạm vi, diễm hoa hải. Đạo thuật loại cường hóa, kinh cức quan miện, đạo thuật tìm kiếm dấu vết, truy tư, nhu cầu đề thăng giảm dần theo thứ tự. Các đạo thuật khác, hoặc là không có giá trị để tăng, thí dụ như đằng xà chiến bích, hoặc là có không gian để tăng nhưng không đủ khả năng. Ví như sau diễm hoa có thể thôi diễn thành diễm hoa phần thành, nhưng điểm công cần thiết còn thiếu rất nhiều. Hoặc là nếu tăng lên sẽ vượt qua khả năng khống chế của Khương Vọng lúc này, vậy thì không có giá trị gì, ví như bát âm diễm tước. Xét về nhu cầu, đương nhiên đạo thuật loại, khống chế càng nhiều càng tốt, đạo thuật có thể bảo mệnh cũng không ngại ít. Thậm chí, sau tứ linh luyện thể cũng cần phải có công pháp luyện thể. Nhưng thật tiếc,
đài diễn đạo không thể từ không sinh có. Xét về phương diện kiếm đạo, hắn chỉ muốn tự bản thân mình trau dồi, chứ không muốn mượn nhờ đài diễn đạo. Quân tử mạnh nhờ vật, nhưng không thể hoàn toàn dựa vào ngoại lực, mà phải không ngừng vươn lên. Trong số 4 môn đạo thuật này, ngũ khí phực hổ được thôi diễn từ đạo thuật phực hổ cấp ất thượng phẩm, có lẽ từ đài diễn đạo tầng 2 lên diễn đạo tầng 3 sẽ có không gian để bổ túc. Diễm Hoa Hải là do bản thân Khương Vọng dung hợp thăng hoa thành. Bây giờ nó cũng đã không theo kịp mức độ chiến đấu cao tầng nữa, cần phải dùng đài diễn đạo tầng 3 hoàn thiện thăng hoa. Kinh cực quan miện chỉ là đạo thuật cấp ất thượng phẩm, đối diện với đạo thuật cấp giáp coi như lực bất tòng tâm. Về phần truy tư, đạo thuật này được diễn hóa từ truy, tư thảo cấp bính trung phẩm mà thành, nội tình cực mỏng, hiện giờ đang ở cấp ất hạ phẩm, trong chiến đấu đồng cấp thì gần như không thể lấy ra được, chưa chắc đã có thể truy tung được ai. Nhưng nhu cầu cường hóa nó chỉ xếp hạng cuối thôi, chỉ có cường hóa xong 3 môn đạo thuật đầu tiên, số công còn lại mới dành cho nó. Sau một phen thôi diễn, ngoài dự kiến của Khương Vọng, trong mấy môn đạo thuật, ngũ khí phực hổ lại hao tổn ít công nhất, chỉ mất 500 điểm công là đủ. Sau khi biến hóa đạo thuật, Khương Vọng kiểm tra thì phát hiện chỉ tăng cường thêm khả năng khống chế ngũ khí mà thôi, nhưng có ít còn hơn không, có lẽ đã đạt tới cực hạn rồi. Sau khi thôi diễn Diễm Hoa Hải và kinh cức quan miện lên cấp giáp hạ phẩm, hắn đã tiêu hơn 1 vạn điểm công. Truy tư chỉ đành chờ lần sau vậy. Thăng cấp Diễm Hoa Hải, tăng cường sự tuần hoàn Diễm Hoa sinh diệt, cường hóa bản tính bền dẻo của đạo thuật, hy vọng không đến nỗi động một cái là bị người ta xé mở. Đây rõ ràng là một đạo thuật tạo dựng ở sân nhà, vậy mà chẳng mấy khi tạo được uy thế cho hắn. Sau khi kinh cức quan miện được thăng tiến thì cũng có hiệu quả với đạo thuật bậc giáp, biểu hiện cụ thể bên ngoài chỉ thấy mũi gai nhọn hơn thôi, chứ không có biến hóa gì khác. 2 môn đạo thuật này không cần phải đổi tên nữa. Sau khi hoàn toàn quen thuộc với đạo thuật mới thăng cấp, đương nhiên chiến lực của Khương Vọng cũng sẽ gia tăng. Ngược lại, thu được vinh dự tu sĩ lục hợp, khiến cho Khương Vọng có suy đoán thêm về phúc địa. Liệu có phải, khi biết được bí mật của phúc địa cũng chính là lúc có được phần thưởng khi khiêu chiến thắng lợi? Trước đó, bởi vì phúc địa của hắn nhận được là từ kế thừa, về sau luôn bị giáng cấp, cho nên mới vụt mất tin tức kia. Càng hiểu rõ về thái hư huyễn cảnh, hắn càng kính sợ tất cả mọi thứ ở nơi này. Rốt cuộc là người thế nào, hoặc tổ chức cỡ nào, mới có thể tạo dựng nên được huyễn cảnh vĩ đại như thế. Sau khi ra khỏi thái hư huyễn cảnh, Khương Vọng không lập tức đâm đầu vào chiến đấu và tu hành như thường ngày, mà sửa soạn dung nhan một chút rồi đi ra khỏi phòng. Hôm nay là một ngày đặc biệt, thi cốt Hứa Phóng sẽ nhập thổ. Lại nói, từ khi Hứa Phóng tự mổ lấy tâm can mà chết ở Thanh Thạch Cung, thi thể của y vẫn luôn nằm bên ngoài Thanh Thạch Cung, chẳng ai hỏi thăm tới. Dù Thanh Thạch Cung thanh lãnh cỡ nào đi nữa, dù là lãnh cung đi nữa, thì nó vẫn là kiến trúc thuộc khu Tề Vương Cung. Một bộ thi thể không ai liệm cứ nằm ở đấy, thực quá quỷ dị. Từ đầu tới cuối, Tề Đế trầm mặc, không ai đoán được lão nghĩ gì, nên dù có lòng muốn theo phe nào đó thì cũng không theo được. Về việc xử lý thi cốt của Hứa Phóng, dường như liên quan đến thái độ chính trị nên không ai dám tỏ thái độ. Có rất nhiều người đang nghĩ, không biết cỗ thi thể này ở đây là để chờ Khương Vô Lượng đến xử lý, dù bị cầm tù, nhưng cứ để thi cốt nằm bên ngoài cung thế này. Dù sao cũng không ổn, Khương Vô Lượng cũng có đủ lý do để làm vậy. Dù sao thì hành động của Hứa Phóng cũng là nhắm vào gã. Nhưng Khương Vô Lượng vẫn cứ im ỉm chẳng nói chẳng rằng, dường như không biết gì chuyện bên ngoài, hoặc có thể nói là thờ ơ đi. Người dân vẫn luôn tin tưởng người chết phải nhập thổ vi an. Nhưng Trọng Huyền Thắng cũng khó mà ra mặt thu dọn được, cũng vì nguyên nhân này, Khương Vọng không thể làm vậy. Thậm chí, ngay cả Tứ Hải Thương Minh cũng bị nghi ngờ giống Trọng Huyền Thắng, tụ bảo thương hội gặp phải tao ngộ như hôm nay, Tứ Hải Thương Minh là một đối tượng đáng nghi. Điều này không cần chứng cứ, chỉ cần động cơ. Không cần phải nói điều này với Khánh Hy, lão nhất định sẽ từ chối ngay. Không duyên không cớ lại gây nên huyên náo thế này thì chẳng ra làm sao, không cần phải làm thế. Vì đủ loại nguyên nhân, dù trong lòng hắn vẫn luôn nhớ mãi việc này, cũng chỉ có thể yên lặng chờ xem. Cuối cùng, người ra mặt giải quyết chuyện này là Hứa Tượng Càn. Lý do của gã rất đơn giản, danh sĩ không thể đến nỗi thi cốt không nơi nương tựa. Thế là gã tự bỏ tiền, nhập liệm cho thi cốt của Hứa Phóng.
Các bạn vừa nghe xong tập 40 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.